Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 49. Ông ta già rồi mới có con, cho nên vô cùng yêu thương đứa con này, còn coi như bảo bối trong lòng mà nuôi nấng, nhìn thấy cái chân bị bẻ gãy 90 độ kia, trong lòng ông ta vô cùng đau đớn. Đúng là con trai bị thương, người đau lòng lại là bố mà. Là ai, ai đánh con thành ra như vậy? Là anh ta. Âu Dương Sân nhìn theo hướng chỉ tay của Âu Dương Tĩnh, nhìn thấy Lý Dục Thần đang thản nhiên ngồi trên ghế mây trong vườn hoa. Âu Dương Sân muốn rách cả mí mắt, nói với người bên cạnh, đưa cậu chủ đến bệnh viện trước đi. Thuộc hạ đáp một tiếng, liền có hai người đi đến nhấc Âu Dương Tĩnh lên. Âu Dương Tĩnh lớn tiếng nói, đừng đụng vào tôi muốn tận mắt nhìn thấy tên nhóc này chết. Vệ sĩ nhìn về phía Âu Dương Sân, ông ta gật đầu, nói, được, con trai. Con kiên nhẫn một chút, xem bổ báo thù cho con. Vừa dứt lời, ông ta liền ra hiệu với đám vệ sĩ, đi, đầu tiên là đánh gãy tay chân của cậu ta, giữ lại một hơi để cho cậu chủ xử lý. Vâng, tên vệ sĩ to con bên cạnh đáp một tiếng, vung tay lên, chỉ huy 10 tên thuộc hạ, lên cho tôi. Đám vệ sĩ đang chuẩn bị cùng nhau tiến lên, chợt nghe Sở Giao quát, khoan đã. Chủ tịch Âu Dương, chuyện này là do hai bên có chút hiểu lầm. Mọi chuyện xảy ra ở chỗ của tôi cũng có một phần trách nhiệm. Mong Chủ tịch Âu Dương hãy nể mặt tôi mà giao chuyện này cho tôi xử lý, tôi nhất định sẽ cho ông một kết quả vừa lòng. Bây giờ vẫn nên đưa cậu Âu Dương đi bệnh viện đi, miễn làm chậm trễ việc cứu chữa. Âu Dương Sân cười lạnh nói, lẽ ra tôi nên cho cô Sở mặt mũi. Nhưng tôi muốn hỏi cô, con trai tôi bị người ta đánh ở chỗ này, hung thủ vẫn còn đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, cô Sở lại chẳng quan tâm. Cô bảo tôi nể mặt cô kiểu gì đây? Chủ tịch Âu Dương, chuyện xảy ra quá đột nhiên, tôi cũng vừa mới tới, còn chưa kịp xử lý. Mong ông hãy cho tôi một chút thời gian, ông không tin tôi, cũng nên tin tưởng nhà họ Sở chúng tôi chứ. Sở Giao nhắc đến nhà họ Sở, Âu Dương Sân cũng có chút do dự. Mặc dù trong tay ông ta có quái vật khổng lồ như tập đoàn Tây Châu, cũng là xí nghiệp lớn công thành danh toại, nhưng so sánh với nhà họ Sở thì chính là múa rìu qua mắt. Thợ. Bố, đừng nghe lời cô ta, bọn họ là một đám, Âu Dương Tĩnh hô, cậu Sở đã đang trên đường tới, hắn ta sẽ chủ trì công đạo cho con. Lúc này đang có rất nhiều chiếc xe sang trọng từ bốn phương tám hướng chạy về hướng câu lạc bộ Giao Quang. Đây đều là cứu binh mà Âu Dương Tĩnh mời tới, đều là thiếu gia ở thủ đô, đa số đều là hội viên của câu lạc bộ Giao Quang. Một chiếc Maybach chạy nhanh đến, dừng lại ở một chỗ rẽ gần cửa hàng xe. Tài xế nhìn thoáng qua người trẻ tuổi ngồi ở hàng sau qua kính chiếu hậu, cung kính hỏi, cậu chủ, không đi vào sao? Người trẻ tuổi tựa vào lưng ghế, không gian phía sau rộng lớn khiến hắn ta có thể dang rộng tay chân. Hắn ta vểnh khóe môi lên, nở một nụ cười xấu xa, nói. Chờ một chút đi, Âu Dương Sân vừa mới đi vào, để bọn họ làm ồn ào trước, huyên náo càng lớn càng tốt. Đợi đến khi con bé Sở Giao không xử lý được, tôi sẽ ra mặt lắng chuyện này xuống. Đến lúc đó, tôi muốn thu quyền kinh doanh câu lạc bộ Giao Quang về, chỉnh đốn sản nghiệp ô tô ở thủ đô lần nữa, bố tôi sẽ không có cách nào phản đối được. Nhỡ may cô chủ giải quyết được thì sao, tài xế nói, chỉ sợ Âu Dương Sân không dám đối đầu với nhà họ Sở. Người trẻ tuổi gật đầu Âu, trầm mặc một lát rồi tự nhủ, cũng không biết Âu Dương Tĩnh có thông báo cho Tiêu Ngôn hay không, chỉ cần Tiêu Ngôn tới, cho dù như thế nào thì Sở Giao cũng sẽ không thể áp chế được. Tôi phải gọi điện cho Tiêu Ngôn, bảo anh ta mau đến đây. Một tiếng hô của Âu Dương Tĩnh đã nhắc nhở Âu Dương Sân. Ông ta đã sớm nghe nói anh em nhà họ Sở bất hòa. Sở Chiết là người thừa kế gia chủ tương lai của nhà họ Sở, lợi dụng việc đám trưởng bối trong gia tộc trọng nam khinh nữ, gần như không cho Sở Giao nhúng tay vào việc làm ăn trong gia tộc. Sở Trấn Thanh thương con gái, liền lấy sản nghiệp ô tô của nhà họ Sở ra, giao cho Sở Giao quản lý. Vốn dĩ việc làm ăn trong lĩnh vực ô tô của nhà họ Sở rất bình thường, Sở Trấn Thanh giao cho Sở Giao cũng không trông cậy cô ta có thể làm ra thành tích gì, chỉ đơn giản là một món quà mà người bố tặng cho con gái, cũng tương đương với của hồi môn để cô ta lấy chồng sau này. Cô Sở, con trai tôi bị người ta đánh ở chỗ của cô lại mặc kệ hung thủ nhởn nhơ. Tôi thật sự không biết, với năng lực đó của cô, làm sao Sở gia chủ lại giao sản nghiệp lớn như thế cho cô làm chứ? Âu Dương Sân cười lạnh nói, cô Sở, nếu cô không quản được thì đừng quản nữa, tôi sẽ tự mình làm.
Tôi cũng sẽ gọi điện cho sở gia chủ, câu lạc bộ này vẫn nên giao cho cậu sở làm sẽ càng tốt hơn một chút. Phụ nữ sao, vẫn nên lấy chồng sớm đi thòi. Ông, sở giao giận dữ, biết Âu Dương Sân cố ý nói như vậy để lấy lòng anh trai sở chiết của cô ta. Cô ta cười lạnh một tiếng, chủ tịch Âu Dương, sau khi đi ra ngoài ông muốn làm cái gì tôi không xen vào, nhưng nơi này là địa bàn của tôi, không có sự cho phép của tôi, ông đừng hòng động vào một sợi tóc của cậu Lý. Vào lúc này, sở giao bình thường vẫn luôn ôn tồn lễ độ đã để lộ ra bá khí bẩm sinh của thế gia, cho dù cô ta ở trong gia tộc bị xa lánh, nhưng cũng là người nhà họ sở, mà nhà họ sở sao có thể đế bị Âu Dương Sân động vào chứ. Cô ta nhẹ nhàng vung tay lên, bảo vệ câu lạc bộ xông đến, xếp hàng chặn đường đi của Âu. Dương Sân và đám vệ sĩ, hai bên lại dương cung bạt kiếm một lần nữa, chỉ là các nhân viên an ninh có sở giao làm chỗ dựa, đã kiên cường hơn lúc ở ngoài cửa nhiều. Âu Dương Sân không nghĩ tới sở giao sẽ cường ngạnh như thế, bây giờ ông ta mới phát hiện có lẽ mình đã đánh giá thấp vị đại thiếu thư này, không khỏi có chút hối hận vì vừa rồi ăn nói quá kích động, dù sao cô ta cũng là người nhà họ sở. Nhưng lời đã nói ra ngoài, lấy đâu ra thang để leo xuống nữa. Huống chi lúc này đã có không ít người lũ lượt kéo đến, đều là các công tử hào môn thế gia. Những người này chỉ trỏ, châu đầu ghé tai, có đang hỏi tình huống, có người xem náo nhiệt. Có mấy người có quan hệ tốt với Âu Dương Tính, cũng nhận được tin nhắn của sở chiết, liền đứng ra chỉ vào sở giao. Sở giao, việc này là cô không đúng, tôi đứng về phía chủ tịch Âu Dương. Âu Dương Tính là hội viên câu lạc bộ chúng ta, hội viên bị đánh ở câu lạc bộ, vậy mà người đánh lại không có chuyện gì, nói như vậy mà được sao? Đúng thế, câu lạc bộ không thể bảo đảm được quyền lợi và sự an toàn của hội viên, còn mở cửa làm gì nữa? Hôm nay là Âu Dương Tính bị đánh, ai biết ngày mai có phải sẽ đến phiên tôi hay không? Như thế về sau ai còn dám đến câu lạc bộ chơi nữa? Nói đúng lắm. Ở thủ đô cũng không chỉ có mỗi nhà cô có câu lạc bộ xe sang, đừng tưởng rằng chúng tôi không thể rời khỏi cô. Sở giao, nếu cô đã không có bản lĩnh đó thì hãy để anh trai cô làm đi. Sở giao trầm mặt không nói lời nào, cô ta biết những người này nhất định là được anh trai cô ta sai xử, nếu không bọn họ sẽ không dám nói lời như vậy. Lúc này cô ta càng không thể đáp ứng, cô ta càng đáp lại, bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ vẫn phải giải quyết chuyện của Âu Dương Sán trước đã, chờ lát nữa anh trai sở chiết đến, cô ta sẽ rất khó xử lý. Thậm chí cô ta còn có dự cảm sở chiết đã đến, đang ở gần đây xem kịch hay. Sở giao nhìn Lý Dục Thần một chút, trong lòng rất bất đắc dĩ. Tên đầu gỗ này, nếu chịu rời đi sớm một chút thì làm gì có những chuyện này nữa. Bây giờ muốn đi cũng không được. Sở giao rất khó xử lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo lý thuyết, cô ta nên ưu tiên cân nhắc xử lý yêu cầu của hội viên câu lạc bộ, lời bọn họ nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng cô ta cũng không phải là người không biết điều, nguyên nhân gây ra chuyện này là do Âu Dương Tính sai trước. Nếu như cậu Lý không biết công phu, bây giờ người bị thương sẽ là cậu Lý, mà chắc chắn vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh anh sẽ bị tên Âu Dương Tính cầm thú làm bẩn nhục nhã. Cô Sở, bảo người của cô tránh ra, Âu Dương Sân đe dọa, nếu cô mà không tránh ra, đừng trách tôi không khách khí. Ông dám, sở giao không nhường một bước nào. Mấy tên thiếu gia đi tới, đứng ở bên phía Âu Dương Sân, kêu ầm lên, sở giao, mau tránh ra. Cô không bảo vệ quyền lợi của hội viên, chính chúng tôi sẽ bảo vệ. Hôm nay ai cũng không giữ được mạng sống của tên nhóc kia đâu. Sở giao đang muốn nói chuyện, chợt nghe Lý Dục Thần nói, cô Sở, cô tránh ra đi. Nếu đã có người muốn chết, cô cần gì phải ngăn cản chứ? Sở giao quay đầu, thấy Lý Dục Thần cười như không cười nhìn mình. Mà Lâm Mộng Đình bên cạnh Lý Dục Thần cũng nhẹ nhàng cười, giống như hoàn toàn không. Coi những này người ra gì? Sở giao biết Lý Dục Thần có thực lực, tông sư sổ một nam giang, cô ta cũng đã từng nghe nói qua. Một thiếu niên bên cạnh cô Lý còn có thể cắt cố đại đệ tử Phan Vân Long của Tần gia. Có thể tưởng tượng được cậu Lý sẽ có thực lực như thế nào. Không phải sở giao lo lắng đến sự an toàn của Lý Dục Thần, cô ta chỉ đang bảo vệ tôn nghiêm và chính nghĩa trong lòng mình thôi, dù sao chuyện này cũng xảy ra trên địa bàn của cô ta. Mặt khác, nếu thật sự đánh nhau, Lý Dục Thần đánh hết những người này rồi, câu lạc bộ của cô ta còn mở cửa kiểu gì nữa. Đúng như những hội viên kia nói, về sau ai còn dám đến câu lạc bộ giao quang nữa.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, rõ ràng đã không thể kiểm soát được nữa. Có rằng co nữa cũng sẽ không có kết quả gì. Sở Giao quyết định chắc chắn, nói, cậu Lý, dù sao nơi này cũng là địa bàn của tôi, bọn họ cũng đều là hội viên của tôi, cho nên, mong cậu hãy giơ cao đánh khẽ. Lý Dục Thần cười nói, vậy phải xem có phải bọn họ tự chịu diệt vong hay không. Sở Giao biết nhiều lời vô ích, phất tay bảo bảo. Ngay cả trong lòng Sở Giao cũng vô cùng cuồng loạn, không thể tưởng tượng ra được một cơ thể máu thịt như thế nào mới có thể ngăn cản được một kích như vậy. Cô ta giống như đã nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái ghế đồng thau đập vào đầu, thành ghế đẹp đẽ cong queo, quả nhiên đầu đã nở hoa. Chỉ là khác với suy nghĩ của mọi người chính là, người nở hoa trên đầu không phải Lý Dục Thần, mà là tên vệ sĩ to con vùng cái ghế lên kia. Vậy mà anh ta lại tự mình đập trúng đầu của mình. Cái ghế rơi xuống đất ầm một tiếng. Tên to con loạng choạng lắc lư trên bãi cỏ hai lần, sau đó mới ngã xuống đất phâm một tiếng. Không có người nào có thể hiểu được tại sao anh ta lại tự đập vào đầu mình, vừa rồi rõ ràng là vung lên đánh về phía tên nhóc đối diện. Lại nhìn tên nhóc kia vẫn ngồi ở ghế mây, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi. Hành vi tự nện vào đầu mình của tên to con nhìn rất không bình thường, mọi người đương nhiên rất kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ đến có liên quan tới Lý Dục Thần, chỉ cho là ngoài ý muốn. Chỉ có Sở Giao nhìn Lý Dục Thần một chút, trong ánh mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Sau sự khiếp sợ ngắn ngủi, Âu Dương Sân là người phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng nói, mấy người còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau lên. Đám vệ sĩ còn lại liền cùng nhau tiến lên. Lâm Mộng Đình cầm một tách cà phê trên bàn nho bên cạnh lên. Cà phê đã sớm nguội lạnh, nhưng không ai chú ý tới, khi cô cầm lấy tách cà phê, nước bên trong lại sôi trào lên. Cô lắc cổ tay một cái, nhẹ nhàng vẩy ra, cà phê trong chén liền bắn ra ngoài, tạo thành một vòng nước mỏng như sợi tơ trên không trung, lại lập tức hóa thành từng hạt mưa màu nâu, như bị gió táp thổi phi đi như mũi tên. Đám vệ sĩ bị mưa cà phê bắn trúng, bị một lực lượng khổng lồ đâm bay ra ngoài, rơi xuống đất ầm ầm. Quần áo của bọn họ bị hạt mưa cà phê nóng bỏng nung chảy, từng làn khói xanh bay lên. Có mấy người xui xẻo bị hạt mưa rơi vào mặt, bụng mặt đau đớn kêu la. Mọi người đều sợ ngây ra. Chẳng ai ngờ rằng cô Lý nhìn qua hiền thục xinh đẹp này lại có công phu như vậy, một chén cà phê nho nhỏ đã có thể đánh ngã được 10 tên vệ sĩ. Nhìn dáng vẻ của cô vẫn còn đang quấy tách cà phê trong tay, động tác ôn nhu lịch sự tao nhã, giống như đang thể hiện tay nghề pha cà phê của mình với chồng vậy. Sở Giao lúc này mới nhớ tới, bên ngoài đồn rằng ngày đó xảy ra chuyện ở Phan Gia Viên, hình như Lý Dục Thần cũng không có mặt. Là vị phu nhân này dẫn theo hai người em trai còn thành niên, phế bỏ Vinh Quảng Kiệt, suýt chút nữa thì lấy mạng của Phan Vân Long. Âu Dương Sân ngơ ngác đứng ở đó, không rõ vì sao lại thành ra như vậy. Ông ta quay đầu nhìn thoáng qua con trai nằm dưới đất, trong lòng có một ít oán hận, đứa bé không biết cố gắng này, rốt cuộc là đã đắc tội đại thần nào vậy. Nhưng có thể đạt được thành tựu và địa vị như hôm nay, Âu Dương Sân tuyệt đối không phải hạng người hời hợt, kinh nghiệm mấy chục năm trà trộn trong xã hội nói cho ông ta biết, rất có thể hôm nay sẽ thất bại, mà tổn thất còn lớn hơn việc con trai gãy hai chân nhiều. Rốt cuộc hai người là ai, Âu Dương Sân? Run giọng hỏi. Ngoại trừ Sở Giao ra, những người khác đều rất hiếu kỳ. Nhất là đám thiếu gia nhà giàu vừa mới tới kia. Lâm Mộng Đình chỉ dùng một chén cà phê đã khiến bọn họ không còn một chút kiêu ngạo nào. Bọn họ trầm mặc, mấy người vừa rồi kêu gào lợi hại nhất yên lặng lui lại, trốn ra phía sau cùng. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều không để ý tới Âu Dương Sân. Lâm Mộng Đình nhẹ nhàng đặt tách cà phê lại trên bàn. Tay của cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Giống như được điêu khắc ra từ bạch ngọc, ngón tay thon dài trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Dục Thần, có phải em ra tay hơi nắng hay không? Cô ngửa mặt lên đón ánh nắng, nở một nụ cười yêu kiều. Không phải nặng, mà là nhẹ, Lý Dục Thần nói, nếu em lại thêm 3 phần lực nữa, giọt nước sẽ có thể xuyên qua cơ thể bọn họ. Bọn họ nói chuyện rất hời hợt, giống như đang nói chuyện phiếm thời tiết hôm nay thật đẹp vậy. Mà những người kia nghe vào lại thấy lạnh. Sống lưng. Mặc dù đa số người không tin giọt nước có thể xuyên qua thân thể, nhưng tưởng tượng ra lại cực kỳ kinh khủng. Trong đó cũng có vài người từng luyện võ, thậm chí công phu không kém, biết cao thủ võ đạo chân chính quả thực có thể biến nước thành đinh,
nước chảy đá mòn, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nhìn thấy ai nhẹ nhàng thoải mái như Lâm Mộng Đình cả. Làm sao bọn họ có thể biết được thứ Lâm Mộng Đình dùng không phải công phu võ đạo, mà là thuật điều khiển sự vật. Âu Dương Sân biết cục diện hôm nay đã không có đường lui, cho dù ông ta có được giãn được, chịu xin lỗi dàn xếp ổn thỏa, cũng chưa chắc đối phương đã chịu đồng ý. Huống chi, hai người trẻ tuổi này khinh thường ông ta như thế, nếu cứ thế mà đi, sau này ông ta cũng không cần phải lăn lộn ở thủ đô nữa, con trai ông ta cũng sẽ không thể ngẩng đầu lên được cả đời. Hừ, đừng tưởng rằng có chút công phu là có thể vô pháp vô thiên. Ha ha ha, Âu Dương Tĩnh vốn đã tuyệt vọng giờ lại cười điên lên, cơ thể di chuyển, chân gãy đau nhức khiến tiếng cười của anh ta rất nhanh đã biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, Âu Dương Tĩnh gầm lên, bố, giết bọn họ. Phải giết bọn họ, a. Tiếng kêu thảm thiết của con trai kích thích Âu Dương Sân, khuôn mặt ông ta trở nên dữ tợn méo mó, chuẩn bị bóp cò súng. Dừng lại, Sở Giao hét lớn, Âu Dương Sân, ông quá đáng lắm rồi đấy. Ông rút súng ở đây, có còn để nhà họ Sở của chúng tôi vào mắt không? Cơ thể Âu Dương Sân đột nhiên run lên. Tên tuổi nhà họ Sở khiến ông ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Đó là uy lực của tứ đại gia tộc, dù chỉ nghe tới tên, dù vào thời khắc sống chết như lúc này, nỗi sợ khắc trong xương cốt vẫn khiến ông ta cảm thấy do dự. Đúng vậy, nơi này là địa bàn của nhà họ Sở. Đánh nhau thì cũng thôi đi, nhưng nổ súng trên địa bàn của nhà họ Sở có khi nào sẽ khiến ông cụ nhà họ Sở không vui không? Âu Dương Sân không chịu nổi cơn giận của Sở Trấn Thanh. Đúng lúc này, đột nhiên có người nói, thủ án riêng giữa người ta không liên quan gì tới nhà họ Sở của chúng ta. Em gái à, em cũng đừng quan tâm nữa. Cậu Sở tới rồi, nghe thấy giọng nói này, mọi người tự động tách ra hai bên, trở lại một lối đi ở giữa. Sở Triết dẫn theo tài xế kiêm vệ sĩ của mình đi tới. Anh, vẻ mặt Sở Giao khẽ thay đổi, sao anh lại tới đây? Anh không được tới sao? Sở Triết lạnh lùng cười, nói, anh không tới thì làm sao biết được câu lạc bộ của nhà họ Sở đã bị em biến thành đấu trường. Anh xem em ăn nói với bố thế nào? Sở Giao nói, chuyện này có chút hiếu lầm. Em sẽ giải quyết. Giải quyết, em giải quyết thế nào? Đế em thiên vị một bên sao? Sở Triết tỏ vẻ khinh thường, nhìn qua Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đang ngồi. Anh ta không quen bọn họ. Lúc người được anh ta sắp xếp vào câu lạc bộ giao quang báo cáo, cũng không nói tên Lý Dục Thần, thế nên Sở Triết chỉ tưởng đây là một cuộc tranh cãi khi mua. Xe bình thường và bọn họ đã đánh Âu Dương Tĩnh. Người khác có lẽ còn phải hỏi thăm thân phận của hai người kia xem ra thế như thế nào. Nhưng Sở Triết không cần, anh ta không quan tâm, có ra thế nào mà đáng để nhà họ Sở phải để ý đâu. Ngoại trừ người của ba gia tộc khác trong thủ đô ra, mà ba công tử của ba gia tộc đó, anh ta đều quen biết. Chủ tịch Âu Dương, ông yên tâm, nhà họ Sở chúng ta sẽ không nhúng tay vào ân oán riêng giữa các người, Sở Triết nói. Âu Dương Sân vừa thấy Sở Triết chổng lưng cho mình thì vui mừng nói, cậu Sở, Âu Dương Sân tôi sẽ tri ân báo đáp cậu, hôm nay cậu Sở giúp tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp nhà họ Sở, báo đáp ân tình của cậu Sở. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Tây Châu, thế nhưng lại nói một câu buồn nôn như vậy với một thanh niên, đám con cháu thế gia ở đây lại đều cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, thậm chí còn thấy vận may của nhà họ Âu Dương thật tốt, còn có thế có quan hệ với cậu Sở. Vẻ mặt Âu Dương Sân đỏ bừng, tay cầm súng cũng run lên vì kích động. Dừng tay, Sở Giao đột nhiên tiến lên, chắn trước mặt Âu Dương Sân, giang hai tay ra, Âu. Dương Sán, ông dám nổ súng ư, trừ phi ông giết tôi trước. Âu Dương Sân ngấn người ra. Đương nhiên là ông ta không dám nổ súng, có cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám bắn Sở Giao, dù có Sở Triết chống lưng cho, ông ta cũng không dám. Đội trưởng đội bảo vệ của câu lạc bộ thấy Sở Giao chắn trước họng súng, lập tức hét lên, cả đám bảo vệ tiến lên chắc trước người Sở Giao. Sở Triết nhíu mày, lạnh lùng quát, Sở Giao, em làm gì thế? Không muốn sống nữa à? Anh để ông ta nổ súng giết người ở đây, sau này chúng ta còn làm ăn buôn bán thế nào được nữa? Anh bảo mặt mũi của nhà họ Sở còn để ở đâu được chứ? Sở Giao quyết tâm bảo vệ Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình tới cùng. Cô ta biết rõ rằng mình đã không còn đường lui cho chuyện ngày hôm nay nữa. Một khi để Âu Dương Sân giết Lý Dục Thân, đừng nói tới câu lạc bộ, sau này bất kể công việc nào của nhà họ Sở, cô ta cũng không thể nhúng tay vào nữa.
Bây giờ, cô ta chỉ có thể đứng về phía Lý Dục Thần, giữ được mạng của anh, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nếu nhà họ Lý có thế phất lên, có lẽ cô ta còn có thể mượn mối quan hệ này mà đấu với Sở Triết một trận. Trong khoảnh khắc Sở Giao đứng ra chặn họng súng, Lý Dục Thần cũng cảm thấy bất ngờ. Anh nhìn qua Lâm Mộng Đình, hai người nhìn nhau cười. Lâm Mộng Đình thì thầm bên tai anh, Sở đại tiểu thư này thật sự không tệ. Lý Dục Thần lấm bấm, đúng vậy, nhưng mà anh có vợ rồi. Lâm Mộng Đình chừng anh, dùng tay nhéo đùi anh, nghĩ cái gì thế? Lý Dục Thần chỉ cười ha ha. Bọn họ cứ ve vãn tán tỉnh nhau như thể ở đây không có chuyện gì xảy ra vậy. Bên kia còn đang dương cung bạt kiếm, bầu không khí vừa căng thẳng vừa khó xử. Sở Triết tức giận nói, Sở Giao, em tránh ra, đây không phải chuyện đùa. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Sở, sao lại có thể đứng trước họng súng chứ? Sở Giao không chịu nhượng bộ, nói, anh bảo ông ta bỏ súng xuống đi. Sở Triết nói, anh nói rồi, đây là án oán riêng của bọn họ, chúng ta không thể nhúng tay vào. Anh khuyên em tốt nhất đừng quan tâm nữa. Các người tránh ra, tôi muốn xem, anh ta có dám đụng tới tôi hay không, Sở Giao nói. Nhưng các nhân viên bảo vệ không dám rời đi, ánh mắt mỗi người đều rất kiên quyết, đặc biệt là đội trưởng với dáng vẻ thấy chết không sợ. Lý Dục Thần rất ngạc nhiên khi thấy bảo vệ của câu lạc bộ lại được huấn luyện tới trình độ này, cô Sở Giao này quả thật không đơn giản. Lâm Mộng Đình cười nói, anh không ra làm anh hùng cứu mỹ nhân đi à? Vừa rồi người ta còn cứu anh đấy. Lý Dục Thần lại lắc đầu, nói, cho hay còn ở phía sau, em nhìn đi, lại có người tới rồi. Lâm Mộng Đình nhìn về phía cống vườn, chỉ thấy một đám người đi qua phòng triển lãm khu S, đi tới bên này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà náo nhiệt thế? Dần đầu là một thanh niên trạc tuổi Lý Dục Thần, tuổi đầu 20, mày kiếm mắt sáng, bước chân oai hùng. Cậu Tiêu tới rồi. Đám người xôn xao. Người tới đúng là thiếu thiếu gia Tiêu Ngôn. Của nhà họ Tiêu. Tiêu Ngôn là người đứng đầu nhà họ Tiêu hiện tại, là cháu trai của Tiêu Công Mặc. Anh ta được biết tới là thiên tài võ học trăm năm khó gặp. Nghe nói, năm anh ta 18 tuổi đã luyện tới hóa kình đỉnh phong, mấy năm nay đã tới rất gần tông sư. Nhà họ Tiêu dùng võ gia truyền, có uy tín cực cao trong giới võ lâm, Tiêu Sinh càng là bác đấu võ lâm, sánh ngang với Kim Lăng và Châu Khiếu Uyên. Ngoại trừ Tiêu Sinh còn có tông sư Tiêu Minh Hạc, hàng năm theo bên cạnh Tiêu Sinh. Nếu Tiêu Ngôn cũng bước vào ngưỡng cửa tông sư, đó chính là một nhà ba tổng sư. Tiêu Ngôn cũng vì thế mà trở thành nhân vật lãnh tụ trong nhóm tổ tiên thế hệ thứ hai ở thủ đô. Theo sau Tiêu Ngôn tất nhiên là đám công tử thế gia đã nhận được tin trong thủ đô. Cộng thêm những người tới trước đó, lần này, gần như con cháu hào môn của nửa cái thủ đô đều tập trung tới nơi này. Đới Đình không khỏi cảm thán, cô ấy giúp Sở Giao quản lý câu lạc bộ Giao Quang nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nhiều công tử tụ tập lại thế này. Cậu Tiêu! Tới rồi à, Sở Triết tiến lên chào. Hỏi. Cậu Sở, xảy ra chuyện gì thế? Tại sao tôi lại nghe nói người anh em Âu Dương Tĩnh của tôi bị người ta đánh ở đây? Tiêu Ngôn hỏi. Đúng là có chuyện này, không phải chúng tôi đang xử lý đó sao? Sở Triết nói ngắn gọn chuyện vừa xảy ra, đương nhiên lỗi lầm đều đấy hết cho hung thủ đánh người là Lý Dục Thân và cô bạn gái vô tri của Âu Dương Tĩnh. Tiêu Ngôn nghe xong, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, đi vào vườn. Cậu Tiêu, Âu Dương Sân thấy Tiêu Ngôn tới, cũng thở phào một hơi. Cậu Tiêu, Sở Giao muốn giải thích vài câu, nhưng Tiêu Ngôn căn bản không muốn nghe, chỉ tới kiểm tra vết thương của Âu Dương Tĩnh rồi đứng dậy, đi về phía Lý Dục Thần. Mày là người đánh à, Tiêu Ngôn hỏi. Đúng vậy, Lý Dục Thần nói. Được, biết nhận là tốt, Tiêu Ngôn nói, thấy mày cũng là một người lỗi lạc, cho mày một cơ hội, tự bẻ gãy hai chân, nằm sấp xuống vái anh em của tao vài cái là được. Sở Giao nhíu mày, định nói gì đó, nhưng cuối. Cùng lại không nói ra được, cô ta biết mình có nói cũng vô ích, trừ phi bổ cô ta Sở Trấn Thanh hoặc trưởng bối nhà họ Tiêu ra mặt, người ở đây, không ai có thể trấn áp được Tiêu Ngôn. Sở Triết nở nụ cười đắc ý, anh ta vô cùng hài lòng với kịch bản này, tiết mục này vô cùng hiệu quả. Anh ta tin rằng sau chuyện hôm nay, Sở Giao sẽ không được gia tộc coi trọng nữa. Đới Đình tỏ vẻ lo lắng. Nhưng cô ấy chỉ là người làm thuê, có lo cũng không giúp được. Ngô Đại Minh cuối cùng cũng yên tâm, bây giờ không lo bị đuổi nữa, không chừng còn có thể được thăng chức lên làm tổng giám đốc.
Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Đám công tử thế gia nhìn Lý Dục Thần như một người chết. Cậu Tiêu Nhân Nghĩa, loại người này nên phế đi. Mau tự bẻ gãy chân mình đi, đừng đợi cậu Tiêu ra tay, nếu không mày sẽ thảm đấy. Lý Dục Thần nhìn Tiêu Ngôn, hỏi, mày là người của nhà họ Tiêu? Lập tức có người cười nhạo, đến cả cậu Tiêu cũng không biết, còn dám làm loạn ở thủ đô sao? Tiêu Ngôn lạnh lùng cười nói, sao nào, sắp chết rồi còn muốn làm quen với tao à? Được thôi, nói cho mày biết, ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên tao là Tiêu Ngôn. Mày không định hỏi xem tao là ai sao, Lý Dục Thần hỏi. Không cần thiết, Tiêu Ngôn tự tin nói. Vậy mày có muốn về hỏi trưởng bối nhà mày, ví dụ như Tiêu Sinh, hỏi xem ông ta có dám nói chuyện như vậy với tao không, Lý Dục Thần nói. Cả vườn tràn ngập tiếng cười. Vì mạng sống mà ngay cả ông cụ nhà họ Tiêu cũng dám gọi ra cơ à. Lại còn dám nói chuyện như vậy, ha ha ha, mày quen biết ông cụ nhà họ Tiêu à? Ông cụ nhà họ Tiêu hắt xì một cái cũng có thể đánh chết mày đấy. Vẻ mặt Tiêu Ngôn châm xuống, muốn chết sao, tên húy của cụ nội tao cũng dám gọi thẳng như thế. Thì ra đó là cụ nội của mày à, Lý Dục Thần cười nói, được thôi, nể mặt cụ nội của mày, tao cũng cho mày một cơ hội, quỳ xuống vái tao vài cái rồi ngoan ngoãn trở về, tao sẽ tha cho mày. Một mạng. Xì, mọi người đều hít một hơi. Tên này thật sự là không muốn sống nữa rồi. Sở Giao cũng lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, anh có lợi hại thế nào cũng không thể đắc tội nhà họ Tiêu. Cô ta bắt đầu cảm thấy hổ thẹn về quyết định của mình, vốn còn định đánh cược vào sự trỗi dậy của nhà họ Lý, bây giờ xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Tiêu Ngôn tức giận, tiểu tử thối, vốn không muốn lấy mạng mày, nếu chính mày đã muốn tìm tới cái chết, vậy tao sẽ cho mày được toại nguyện. Vừa dứt lời, Tiêu Ngôn giẫm một chân xuống, cơ thể đột ngột rời khỏi mặt đất, nhảy lên cao tới 5 mét nhưng đại bàng lao lên trời vậy. Trong vườn, một cơn gió thổi qua, bầu không khí lập tức tràn ngập sát khí. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng hét lớn, Tiêu Ngôn, dừng tay cho tôi. Tông sư giá lâm, khí thế hoàn toàn khác biệt. Một luồng uy áp vô hình, khiến người ta không thở nổi. Mọi người đều lui về ra bên. Con đường ở giữa được mở rộng hơn nhiều so với lúc Tiêu Ngôn đến. Có không ít người bị chen chúc vào góc, kiễng chân ngóng ra. Tiêu Tông Sư sao lại đến đây? Còn phải nói à, chắc chắn là tới chống lưng cho cậu Tiêu rồi. Tông Sư cũng đã ra mặt, vậy rốt cuộc đối phương có lai lịch gì ghê gớm? Nào có lai lịch gì đâu, cậu Tiêu chỉ cần một cái bạt tai là có thể đánh chết. Chẳng qua đây là địa bàn của nhà họ Sở. Có lẽ Tiêu Tông Sư sợ nhà họ Sở gáy khó dễ cho cậu Tiêu thôi. Cậu Sở và cậu Tiêu không phải là bạn bè sao? Cậu không thấy Sở Giao bảo vệ hai người kia à? Nếu không phải vì đại thiếu thư nhà họ Sở, bọn họ có thể ngang nhiên như vậy sao? Lần này Sở Giao thảm rồi, e rằng từ nay gia chủ nhà họ Sở sẽ không giao việc làm ăn cho cô. Ta nữa, cậu lo lắng cho người ta làm gì, dù sao cũng là đại tiểu thư nhà họ Sở. Còn có thể gả cho cậu được sao? Thấy Tiêu Minh Hạc đến, Sở Triết cũng không khỏi giật mình. Bác Tiêu. Trước mặt Tiêu Minh Hạc, Sở Triết không dám tỏ ra kiêu căng, ngay cả bố anh ta, Sở Trấn Thanh, khi gặp Tiêu Minh Hạc cũng phải khách khí, cung kính. Tiêu Minh Hạc cũng không để ý tới anh ta, mặt mày đen sì, đi thẳng đến chỗ Tiêu Ngôn. Thấy sắc mặt Tiêu Minh Hạc không ổn, Sở Triết có chút hoảng hốt. Nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng Tiêu Minh Hạc không hài lòng với hành động của nhà họ Sở, lại lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Ngôn, nên mới tức giận như vậy. Bác Tiêu, đều là do em gái cháu không tốt, không kiểm soát được tình hình, cậu Tiêu Nghĩa Hiệp, ra tay giúp đỡ cậu Âu Dương, bác yên tâm, có cháu ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho cậu Tiêu xảy ra chuyện. Hai nhà Sở Tiêu chúng ta. Sở Triết đang nói, Tiêu Minh Hạc quay phắt. Người lại, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm vào anh ta. Nếu cậu không phải là con của Sở Trấn Thanh, đã sớm chết 18 lần rồi. Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ xé nát miệng của cậu. Cả người Sở Triết run lên, nuốt một ngụm nước miếng, nuốt ngược những lời định nói sau lại. Anh ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Tông sư nổi giận, làm sao anh ta có thể chịu được. Ngay cả Sở Triết cũng không dám nói, những người khác lại càng không dám. Trong sân hoàn toàn yên lặng.
Hầu Thất Quý mỉm cười rạng rỡ đi theo sau Tiêu Minh Hạc. Khi đi ngang qua Ngô Đại Minh, ông ta nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi và hoang mang của Ngô Đại Minh, miệng há hốc muốn hỏi nhưng không dám nói. Hầu Thất Quý cười khẽ, vỗ vai Ngô Đại Minh và nói nhỏ, bảo trọng. Ngô Đại Minh vốn là người tinh danh, sao lại không hiểu ý nghĩa đằng sau hai chữ này. Giống như nhận được chát hầu tòa từ Diêm Vương, Ngô Đại Minh mềm nhũn cả hai chân, suýt ngã quỵ xuống đất. Trong toàn bộ khu vườn, tụ tập con cháu của các gia đình quyền quý nửa thủ đô, nhưng người làm công là Ngô Đại Minh lại là người đầu tiên nhận ra, Tiêu Minh Hạc có lẽ không đến để chống lưng cho Tiêu Ngôn. Ông hai, sao ông lại đến đây? Tiêu Ngôn nhìn Tiêu Minh Hạc, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Tiêu Minh Hạc lạnh lùng nhìn anh ta, đột nhiên giơ tay lên, bộp một cái, tát vào mặt Tiêu Ngôn một cách chính xác. Ngay cả thiên tài tuyệt thế như Tiêu Ngôn cũng không né tránh, cũng không dám né tránh. Ông hai trước mắt tuy rằng không tham gia vào việc của gia tộc, nhưng ông ta là tông sư, chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, quanh năm làm bạn ở bên cạnh ông nội, địa vị trong gia tộc cũng không thấp hơn so với ông nội ruột Tiêu Công Mặc của anh ta. Tiếng tát giòn tan vang lên trong sán, như đánh vào tim mọi người, ai cũng ngơ ngác. Ông hai, Tiêu Ngôn ôm mặt, có chút không phục, lại có chút ấm ức, sao lại đánh cháu? Đánh cháu, Tiêu Minh Hạc tức giận không kiềm được, tôi còn muốn phế cháu nữa. Cháu tự đi tìm chết, đừng liên lụy đến cả nhà họ Tiêu. Tiêu Ngôn nghe mà hoang mang. Đừng nói Tiêu Ngôn, ngay cả những con cháu thế gia trong sân cũng choáng váng. Liên lụy cả nhà họ Tiêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một số người có đầu óc nhanh nhạy đã đoán ra phần nào, lén lút nhìn Lý Dục Thần. Tên này rốt cuộc là ai? Ngay cả nhà họ Tiêu cũng sợ anh ta. Nhưng đó là nhà họ Tiêu, một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô. Nam Chu Bắc Tiêu, Võ Lâm Minh Chủ, một nhà hai tông sư. Về mặt thương nghiệp, có thể không bằng vài nhà khác, nhưng về thực lực, ai dám động đến nhà họ Tiêu. Ông hai, cháu làm sao mà muốn chết? Sao lại liên lụy đến nhà họ Tiêu? Bạn của cháu bị đánh, cháu chỉ thay bạn chút giận thỏi, Tiêu Ngôn không cam lòng cãi lại. Tiêu Minh Hạc nhíu mày, đứa cháu này từ nhỏ đã được nuông chiều hư hỏng. Trong nhà coi nó như thiên tài mà nuôi dưỡng. Bên cạnh không phải là người cưng chiều nó thì cũng là người nịnh hót nó. Bạn nào? Chính là cậu ấy, Âu Dương Tĩnh, thiếu gia tập đoàn Tây Châu, Tiêu Ngôn chỉ vào Âu Dương. Tĩnh, sau đó lại chỉ vào Lý Dục Thần, chính là bị thằng nhãi kia đánh, cháu thay bạn ra mặt, dạy dỗ thằng nhãi kia một bài học, sao lại? Lời còn chưa dứt, Tiêu Minh Hạc lại giáng thêm một cái tát. Bốp! Cái tát này còn nặng hơn cái vừa rồi, Tiêu Minh Hạc dùng tới nội công. Tiêu Ngôn bị đánh xoay ba vòng tại chỗ, lúc đứng lại, nửa khuôn mặt đã sưng lên. Mẹ kiếp mày mới là thằng nhãi. Tiêu Minh Hạc tức giận đến chửi thề. Nếu nói Tiêu Minh Hạc đến đây là để chống lưng cho ai, thì cũng không phải là Tiêu Ngôn, mà là cho cặp đôi trẻ tuổi vẫn đang ngồi trên ghế kia. Chỉ là mọi người ngày càng tò mò, họ rốt cuộc là có lai lịch gì. Âu Dương sân mặt tái nhợt, nhìn con trai bị đánh chết mà không thể làm gì, sự tức giận, nhục nhã. Hận thù trong lòng có thể tưởng tượng được. Ông ta vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, muốn nổ súng trả thù cho con trai. Nhưng tay ông ta run rẩy, ngón tay cứng đờ, cơ bắp vô lực. Đối mặt với Tiêu Minh Hạc, đối mặt với nhà họ Tiêu, ông ta đã mất hết can đảm. Hầu Thất Quý đã đi đến bên cạnh Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, hơi khom người, trên mặt nở một nụ cười hơi hối lỗi và có chút ngượng ngùng. Tiêu Minh Hạc đánh chết Âu Dương Tĩnh, tức giận chưa nguôi. Quát Tiêu Ngôn, quỳ xuống. Tiêu Ngôn không dám phản kháng, ngoan ngoãn quỳ xuống. Không phải với ta, là với cậu Lý, Tiêu Minh Hạc nói. Tiêu Ngôn sửng sốt, mới hiểu ra cậu Lý mà Tiêu Minh Hạc nói là ai. Tuy trong lòng anh ta không cam tâm, nhưng cũng không dám không nghe, đành chậm rãi di chuyển thân mình, xoay mặt về phía Lý Dục Thần. Tiêu Minh Hạc ôm quyền cúi người chào Lý Dục Thần, nói, cậu Lý, là do nhà họ Tiêu chúng tôi quản giáo không nghiêm. Mới sinh ra đứa cháu hỗn hào này. Làm kinh động đến cậu, xin cậu đại nhân đại lượng, tha cho nó đi. Lý Dục Thần mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói, vừa rồi hình như có người muốn đánh gãy chân tôi, bắt tôi bỏ đến quỳ lại nhận sai. Tiêu Minh Hạc toát mồ hôi hột. Người khác không biết Lý Dục Thần, nhưng Tiêu Minh Hạc thì biết. Hôm đó ở mộ quỷ vương, ông ta đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Lý Dục Thần. Cảnh tượng tia chớp năm xưa vẫn còn in sâu trong tâm trí ông ta.
trận chiến giữa Lý Dục Thần và Quỷ Vương đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm. Vì sức mạnh của con ngư, ới Tiêu Minh Hạc, đừng nói đến tông sư gì, cũng chỉ là con kiến hôi trước mặt Lý Dục Thần. Tiêu Minh Hạc cắn răng, giơ tay lên hướng về phía Tiêu Ngôn, tàn nhẫn nói, Tiêu Ngôn, hôm nay ta sẽ đánh gãy chân của cháu, phế đi võ công của cháu. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi kinh hãi. Tên đó rốt cuộc là ai vậy? Tiêu tông sư chỉ vì một câu nói của anh ta mà lại muốn phế đi cậu Tiêu. Tay Tiêu Minh Hạc giơ giữa không trung cũng có chút run rẩy. Đây là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của nhà họ Tiêu, là cháu trai được anh cả Tiêu Công Mặc yêu thương nhất, hơn nữa võ công còn là do chính ông ta đích thân huấn luyện, ông ta xem như cháu ruột. Ông ta giơ tay, có chút do dự. Ông ta hy vọng Lý Dục Thần chỉ muốn xem thái độ của ông, sau khi ông ta biểu thị xế lên tiếng ngăn cản. Nhưng Lý Dục Thần cũng không nói gì, ngay cả Lâm Mộng Đình cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Lý Dục Thần. Tiêu Minh Hạc thất vọng, nhưng điều đó cũng khiến ông ta hạ quyết tâm, vì gia tộc, đành phải hy sinh tình thân. Ông ta vận lực vào lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, bèn nhắm mắt lại. Chỉ cần một trưởng này, từ nay về sau Tiêu Ngôn chính là một phế nhân. Nhưng lúc này, Tiêu Ngôn không hề chờ chết, mà đột ngột đứng dậy, toàn thân bộc phát một lồng sức mạnh bí ẩn, cánh tay quấn lấy một tầng hắc khí. Thoạt nhìn tưởng chừng như anh ta mọc ra một cánh tay kỳ lân. Tiêu Minh Hạc đang nhắm mắt lại, không hề nghĩ tới cháu trai mình sẽ phản kháng, cho nên không hề đề phòng. Mà Tiêu Ngôn ra tay cực kỳ nhanh chóng, công pháp quỷ dị vô cùng, đến khi Tiêu Minh Hạc nhận ra có điều không ổn thì đã quá muộn. Tiêu Ngôn điểm một ngón tay vào sườn Tiêu Minh Hạc, một luồng khí đen kịt từ đầu ngón tay của anh ta chui vào cơ thể Tiêu Minh Hạc. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy khí lực toàn thân tan biến, vội vàng vận khí đan điền, bảo vệ tâm mạch. Tiêu Ngôn đã biến ngón tay thành lòng bàn tay, vỗ một chưởng vào ngực. Tiêu Minh Hạc. Ông ta lùi lại mấy bước, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, mặt mày tái nhợt, chỉ vào Tiêu Ngôn, mày. Mày. Biểu cảm trên mặt Tiêu Ngôn méo mó. Nhìn tay mình, điên cuồng cười rộ lên, ha ha ha, muốn phế tôi á. Không dễ dàng như vậy đâu, tông sư thì đã sao, Tiêu Ngôn tôi mới là cao thủ tuyệt thế, ha ha ha. Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, khiến mọi người không kịp phản ứng. Ai mà ngờ được, tông sư Tiêu Minh Hạc nổi tiếng bấy lâu nay, lại bị Tiêu Ngôn đánh cho phun máu. Ôi, cậu Tiêu lợi hại quá, một chiêu đã đánh bại Tiêu Nhị gia. Thì ra cậu Tiêu đã là tông sư lâu rồi, quá lợi hại. Đây không phải là tông sư trẻ tuổi nhất Hoa Hạ chứ? Cũng chưa chắc đâu, nghe nói Lý Dục Thần ở Nam Giang cũng rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, đã đánh bại ninja Đông Doanh liên tiếp hạ gục 5 tông sư. Tại Đại hội Võ Lâm Tiền Đường, chẳng biết anh ta và cậu Tiêu ai lợi hại hơn. Trước đây là Nam Chu Bắc Tiêu, xem ra sau này phải đổi thành Nam Lý Bắc Tiêu rồi. Cái gì mà Nam Lý? Cậu không nghe nói Lý Dục Thần đã đến thủ đô rồi à? Khi nghe những lời này, ánh mắt Tiêu Ngôn trở nên lạnh lùng, anh ta cười lạnh nói, hừm, Lý Dục Thần gì chứ? Nếu tôi gặp được cậu ta, tôi sẽ phế bỏ võ công của cậu ta, biến cậu ta thành tàn phế, để cậu ta đi ăn xin. Ha ha ha! Vậy sao? Sân vườn ngập tràn một bầu không khí chết chóc, tất cả mọi người đều nín thở. Ngay lúc mọi người cho rằng Lý Dục Thần chắc chắn sẽ chết, thì đột nhiên Lý Dục Thần ra tay, nắm lấy năm đấm của Tiêu Ngôn, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc, cánh tay của Tiêu Ngôn mềm nhũn xuống. Lúc Lý Dục Thần buông tay, tiện tay tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón út của Tiêu Ngôn. Chiếc nhẫn bốc lên một làn khói xanh, bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Lý Dục Thần dùng ngón tay bấm quyết, chỉ vào hư không, đám khói xanh kia như bị trói buộc, rằng co trái phải nhưng không thể thoát ra. Khói xanh dần dần ngưng tụ thành một hình dạng nửa người nửa ảo, lơ lửng giữa không trung. Lý Dục Thần cười lạnh, tôi nói sao cậu ta lại kỳ quặc như vậy, hóa ra trong nhẫn giấu một lão dài. Mày là ai, tao không thù không oán với mày, vì sao hãm hại tao tu luyện, hồn phách ngưng tụ từ khói xanh truyền ra một đạo thần niệm. Mượn lô đỉnh của người khác, xâm phạm nguyên thần, tà ma ngoại đạo, cũng dám nói tu hành. Lý Dục Thần nói xong. Đầu ngón tay bắn ra một đạo cương khí, bắn vào. Trong làn khói xanh kia, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu vết. Hầu hết mọi người trong sân đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết Tiêu Ngôn một chiêu đánh bại Tiêu Minh Hạc, mà Lý Dục Thần một chiêu đánh bại Tiêu Ngôn.
Lúc này, Tiêu Ngôn đang đau đớn ngồi trên mặt đất. Cánh tay của anh ta, do cú hất của Lý Dục Thần ban nấy, xương cốt vỡ nát, gân mạch đứt đoạn. Nhưng nghiêm trọng hơn, là chiếc nhẫn của hắn bị Lý Dục Thần tháo xuống, sau khi yêu hồn tu luyện bằng huyết mạch của anh ta thoát đi, chân khí trong cơ thể anh ta bị rút cạn. Mọi người không nhìn ra, nhưng Tiêu Minh Hạc nhìn ra. Tuy ông ta không nghe thấy sự giao tiếp bằng thần thức giữa Lý Dục Thần và hồn ma khói xanh kia, nhưng cũng đoán được đại khái. Cậu Lý, Tiêu Minh Hạc cố nén đau đớn, cúi người cảm ơn, lần này, tôi lại nợ cậu một mạng. Lý Dục Thần điểm huyệt vài chỗ trên người Tiêu Minh Hạc, nói, lời khách sáo không cần nói, về nhà giúp tôi hỏi thăm ông cụ. Cũng đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn, nếu tôi không cắt đứt gân mạch cánh tay của cháu ông, một khi yêu hồn bất chấp tất cả chiếm lấy thân xác của cậu ta sẽ không thể sống nổi. Tiêu Minh Hạc nhìn Tiêu Ngôn một cái, biết rằng đứa bé này là tự chuốc lấy họa. Hơn nữa ông ta cuối cùng cũng đã hiểu ra, lúc nhỏ Tiêu Ngôn không phải là đặc biệt thông minh, bố ông còn từng nói, đứa bé này tư chất và khả năng lĩnh hội đều bình thường, không thích hợp luyện võ, sau này không biết vì sao, đột nhiên trở thành thiên tài ngàn năm khó gặp, tu vi tăng tiến vùn vụt, nguyên nhân là do đây. Nếu không phải Lý Dục Thần, mặc cho nó phát triển, tương lai không nói đến Tiêu Ngôn, chính là cả nhà họ Tiêu, đều có khả năng bị chôn vùi trong tay con ma này. Cậu Lý, cậu đã cứu nhà họ Tiêu, tôi thật không biết nên cảm ơn cậu như thế nào, Tiêu Minh Hạc nói. Cảm ơn thì không cần thiết, tốt nhất là ông nên về điều tra kỹ càng nguồn gốc của chiếc nhẫn này, Lý Dục Thần nói, rồi ném chiếc nhẫn trong tay cho Tiêu Minh Hạc. Được, tôi nhất định sẽ điều tra thật kỹ, tra được sẽ báo cáo với cậu, Tiêu Minh Hạc nhận lấy nhẫn, kéo Tiêu Ngôn, người mềm nhũ như mất trí, vậy tôi xin cáo từ. Dứt lời, ông ta cõng Tiêu Ngôn rời khỏi câu lạc bộ Giao Quang. Còn lại nửa số đệ tử hào môn ở thủ đô, ngơ ngác đứng đó, không biết nên làm gì. Lý Dục Thần nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nhẹ, nói. Hôm nay đến cũng khá đông người nhỉ, chắc là nhiều người không quen biết tôi, vậy nhân đây chúng ta cùng làm quen. Tôi tên là Lý Dục Thần, quê gốc ở thủ đô, lớn lên ở Nam Giang. Anh dừng lại một chút, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong sân, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của mọi người. Nhà họ Lý chúng tôi đã rời xa thủ đô nhiều năm, những người lớn tuổi trong số các vị có lẽ biết, còn những người trẻ tuổi cũng nên nghe qua. Nếu chưa từng nghe, có lẽ là do cha mẹ của các vị đã quên. Vậy thì, từ hôm nay trở đi, nhờ các vị về nhà nhắc nhở mọi người, nói với họ rằng, nhà họ Lý đã trở lại. Tôi biết, khi nhà họ Lý trở về, sẽ có kẻ không thể ngủ yên giấc. Nhưng các người cứ yên tâm, nhà họ Lý không phải là cường quyền. Nguyên tắc của Lý Dục Thần tôi, là ai không động đến tôi cũng không động đến ai. Nhưng nếu có người động đến tôi, giọng anh bỗng cao vút, tôi sẽ đánh cho người đó đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không dám động đến tôi nữa. Lời vừa dứt, cả sân viện chìm trong im lặng, lũ công tử nhà giàu nín thở, không dám ho he, sợ bị Lý Dục Thần coi là kẻ động đến anh. Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn trời xanh, lúc này, trong lòng anh ẩn chứa một sức mạnh đang cuộn trào. Anh không biết sức mạnh này đến từ đâu. Ban đầu, anh tưởng rằng đó là huyết mạch thiên ma ẩn sâu trong cơ thể, nhưng rồi anh lại nhận ra không hoàn toàn là vậy. Dường như ẩn sâu bên trong còn có một nguồn sức mạnh khác. Chính nguồn sức mạnh đó đã áp chế sức mạnh của thiên ma, nhưng đồng thời lại hòa quyện vào nhau. Người ta thường nói thủ đô phồn hoa, nơi tập trung của các gia tộc quyền quý, anh hùng hào kiệt không thiếu. Lòng Lý Dục Thần dâng lên một cỗ khí phách phi thường, cuồn cuộn như sóng lớn. Nếu trên đời này có hào môn, chỉ nên do tôi một tay tạo dựng. Nếu trên đời này có thế gia, cũng nhất định phải lấy họ của tôi truyền lại cho đời Xô. Păng, 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 păng. Âu Dương Sân bắn liên tiếp 5 phát súng. Mỗi một tiếng súng vang lên đều như tiếng sét đánh trong lòng mọi người. Nhưng một cảnh tượng ngạc nhiên đã xảy ra. Lý Dục Thần không hề ngã xuống, còn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi. 5 viên đạn sau lưng anh dừng lại và giữ khoảng cách khoảng 2 mét một cách kỳ quái. Năng lượng của viên đạn khiến bầu không khí xung quanh trở hỗn loạn, đối với mắt thường, nó tạo thành một khoảng không gian huyền ảo. Mọi người đều ngây ra như phỗng, không hiểu tại sao anh lại làm được như vậy, đây còn là người sao? Lý Dục Thần chậm rãi xoay người, nâng hai tay lên, mu bàn tay hướng ra ngoài, nhẹ nhàng vung lên. 5 viên đạn nhanh chóng tản ra ngoài,
quay đầu về năm hướng khác nhau rồi bay về phía đám người chen chúc ở trong sân. Viên đạn mang theo luồng khí nóng bỏng, gần như sượt qua mặt người, bay vụt qua trước mắt, để lại một quỹ đạo hư không mang theo hơi thở chết chóc. Mọi người hoảng sợ, trợn mắt nhìn nhau, sự sợ hãi khiến bọn họ quên không né tránh, cũng không thể nào né tránh. Cũng may đó chỉ là báo động giả, viên đạn không làm tổn thương bất kỳ ai, chúng lại bay ra khỏi đám người từ năm hướng khác nhau, bắn về phía Âu. Dương Sân đang giơ súng đứng giữa sân. Tất cả năm viên đạn dừng lại cách đầu Âu Dương Sân tầm 10 cm rồi quay tròn. Âu Dương Sân ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích. Trong khoảnh khắc này, nỗi sợ đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể ông ta. Tôi nói rồi, ông không động tới tôi cũng không động tới ông, nếu ông động tới tôi. Ừ, chúng ta đi đâu ăn đây? Muốn ăn gì, em muốn ăn. Trong lúc mọi người còn chưa khôi phục tinh thần sau cơn hoảng sợ, hai người tay nắm tay, vai kề vai, nói lời ngọt ngào với nhau rồi đi ra ngoài. Khi lướt qua bên người Sở Giao, Lý Dục Thần dừng lại một lúc, nói. Ông ta là người nổ súng, tôi không giết người ở địa bàn nhà họ Sở các người. Sở Giao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trong lòng vui mừng, biết Lý Dục Thần đang giữ thể diện cho nhà họ Sở, cũng như để lại cho cô ta một cơ hội. Sau hôm nay, trừ phi nhà họ Sở và nhà họ Lý trở thành kẻ địch, địa vị của cô A trong gia tộc đương nhiên sẽ tăng lên. Cậu Lý cứ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào. Sở Giao đã quyết định lúc trở về phải cố gắng hết sức để thuyết phục bố kết minh với nhà họ Lý. Còn anh trai cô ta? Cô ta lén nhìn Sở Triết. Sở Triết lúc này đang lúng túng đứng đó, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh ta không thể tới lấy lòng Lý Dục Thần, dù anh ta có tình nguyện, e là Lý Dục Thần cũng sẽ không chịu, không xử lý anh ta đã coi như là nể mặt nhà họ Sở rồi. Nếu mỗi điều này mà cũng không nhận ra thì anh ta cũng xứng làm người thừa kế của nhà họ Sở. Không thể lấy lòng, lại không có sức đối kháng. Bây giờ Sở Triết chỉ hy vọng có cái lỗ để anh ta chui xuống, để nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Anh ta không muốn có câu lạc bộ này nữa, nơi này với anh ta mà nói là một nơi bắt đầu của cơn ác mộng và điềm xui. Thấy dáng vẻ của Sở Triết, Sở Giao cũng không vui vẻ gì. Vốn là người nhà lại tranh chấp lẫn nhau. Cô ta nhớ lại lúc nhỏ, nhớ lại những ngày tháng hai anh em vui vẻ bên nhau. Nhưng cô ta biết ngày đó sẽ mãi mãi không trở lại nữa. Cô ta không biết người khác sống thế nào, nhưng ở trong một gia tộc lớn như nhà họ Sở, đa số thời gian đều không do chính mình làm chủ. Giống như khi Tào Thực viết ra bài thơ Bảy Bước nổi tiếng, ông ta lại không biết rằng cái kết của mình đã được ấn định. Con người luôn đi đến sự hủy diệt trong những trận chiến và xung đột nội bộ. Lý Dục Thần không hề cảm động trước tấm lòng của Sở Giao, sau khi nói xong những gì cần nói, anh lập tức rời đi. Lý Dục Thần cười ha ha, được, vậy hôm nay chúng ta sẽ chìm đắm trong thế giới hai người nhé. Em nói xem nên đi ăn ở đâu. Lâm Mộng Đình suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói Quỷ Nhai rất nổi tiếng, chúng ta tới đó đi. Lý A Tứ đạp xe đạp hơn một tiếng đồng hồ để tới Quỷ Nhai. Đồng hương của anh ta là Tiểu Lục. Không phải họ Lý mà là họ Trần. Trần Tiểu Lục và Lý A Tứ là bạn cùng trường tiểu học, nhưng không cùng lớp. Lúc còn đi học, Trần Tiểu Lục là một tên đầu gấu, ở trường rất hay đánh nhau, trốn học cũng là chuyện như cơm bữa, thành tích lại càng đội sổ. Lý A Tứ là một người thành thật, vốn dĩ hai người không có giao du gì với nhau, nhưng thành tích Lý A Tứ cũng không được tốt, cũng là đội sổ, thường xuyên bị thầy giáo gọi tới văn phòng dạy dỗ cùng với Trần Tiểu Lục. Qua lại thường xuyên, thành ra hai người quen biết nhau và trở thành bạn bè. Lúc tốt nghiệp sơ chung, Trần Tiểu Lục nói muốn ra ngoài lang bạt, còn cố tình mời Lý A Tứ về nhà anh ta uống rượu, nói rằng sau khi phát đạt nhất định sẽ dẫn Lý A Tứ ra ngoài. Trần Tiểu Lục vừa đi đã bật vô âm tín, Lý A Tứ chưa kịp đợi Trần Tiểu Lục đã theo đội ngũ làm công lên thành phố. Anh ta từng dọn gạch ở công trường, làm diễn viên quần chúng trên phim ảnh, cũng đã từng đóng thế thân, nhưng đều không ổn định. Mãi sau này lại làm bảo vệ. Sau khi làm bảo vệ cho nhà đó, đồng hương ở thủ đô của anh ta lại nhiều lên. Trước đây, đồng hương sẽ không tìm đến anh ta, sau khi làm bảo vệ cho nhà đó, lần nào bọn họ cũng tìm đến anh ta. Anh ta đã gặp lại Trần Tiểu Lục trong buổi họp mặt của các đồng hương. Đã ăn cơm với Trần Tiểu Lục vài lần rồi nhưng Lý A Tứ vẫn không rõ Trần Tiểu Lục đang làm gì, chỉ biết lần nào anh ta ăn cơm cũng đều có phụ nữ ăn cùng.
mỗi lần lại là một cô khác nhau, nhưng lần nào cũng có một điểm chung, đó là các cô gái đều gọi anh ta là Lục Gia, còn những người đàn ông lại đều gọi anh ta là Xếp Trần. Lý A Tứ không quá quan tâm đến việc Trần Tiểu Lục làm gì, cho nên cũng không hỏi nhiều. Lời hứa hẹn năm đã đó đã sớm tiêu tán theo thời gian, giống như những lời nói khi say và bia bọt uống xong tất cả đều chui xuống bồn cầu, cảm giác say rượu vẫn còn đó, nhưng không thể nào vớt nó ra khỏi bồn cầu được. Cuộc họp mặt đồng hương hôm nay là do Trần Tiểu Lục tổ chức, Trần Tiểu Lục nói sẽ cho Lý A Tứ một bất ngờ nên bảo anh ta nhất định phải tới. Tần Thụ Nghĩa đang ngồi trên ghế sofa nghe thanh niên trước mặt báo. Cáo, lông mày nhíu chặt. Sau khi người đó nói xong, Tần Thụ Nghĩa phất tay, bảo anh ta lui ra ngoài, sau đó nhìn về Tôn Trường Hải ở bên cạnh. Trường Hải, ông thấy thế nào? Việc này có rất nhiều điều kỳ lạ, vẫn phải đi điều tra một chút. Tôn Trường Hải nói, Tiêu Ngôn khiến Tiêu Minh Hạc bị thương, tôi thấy chuyện này là không thể xảy ra. Tôi biết thực lực của Tiêu Minh Hạc, dù Tiêu Ngôn có đánh lén cũng không thể làm khiến ông ta bị thương. Nếu Tiêu Ngôn cũng đột phá cảnh giới tông sư thì sao, Tân Thụ Nghĩa nói. Chuyện này là không thể, Tôn Trường Hải lắc đầu, Tiêu Ngôn quả thật là thiên tài, nhưng trở thành tông sư ở tuổi này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Huống gì nếu cậu ta đột phá cảnh giới tông sư, nhà họ Tiêu đã sớm tuyên truyền với bên ngoài rồi. Một nhà ba tông sư, vinh hạnh tới cỡ nào cơ chứ? Thế còn Lý Dục Thần thì sao? Tông sư số một của Nam Giang, chuyện này không phải là giả chứ? Anh ta chưa chắc đã là tông sư. Làm sao biết được? Có thể viên đạn cong queo, đó là thuật ngự vật. Ý ông là anh ta là người trong đạo môn sao? Rất có thể, Tôn Trường Hải nói, mấy ngày hôm trước, anh ta tới Bạch Vân Quan, sau đó, Vương Quan Chủ đã bế quan suốt 20 năm lại đột nhiên xuất quan. Tiếp đó, Vương Quan Chủ lại tới Bắc Mỹ. Theo như tôi điều tra được, Lý Dục Thần đã từng tới thủ đô vào năm ngoái và cũng tới Bạch Vân Quan. Sau đó, đạo trưởng Kim Tam Mộc cũng đưa người tới Bắc Mỹ. Bọn họ tới Bắc Mỹ làm gì? Trung phu quan ở Los Angeles bị dị giáo tấn công, tới cầu cứu Hoa Hạ, bọn họ tới đó để chỉ viện. Chuyện này có liên quan gì tới Lý Dục Thần? Chắc chắn là có liên quan, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ là cái gì. Tôi đã phái người tới Los Angeles điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức gửi về thôi. Mặt khác, thế lực người Hoa lớn nhất Bắc Mỹ là Hồng Môn, dị giáo tấn công Trung phu quan là Thái Dương Thánh giáo mới trỗi dậy. Hai thế lực này có lẽ có thể lợi dụng được. Tần Thụ Nghĩa gật đầu, ừ, nhưng mà thế lực Bắc Mỹ rắc rối phức tạp, không cần nhúng tay quá sâu. Nếu anh ta không chỉ đơn giản là muốn dựa chân Tân gia thì sao? Đờ, làm sao biết được? Tôn Trường Hải trầm ngâm nói, có một việc, tôi cũng chỉ đoán thôi, không thể xác định được. Tần gia còn nhớ chuyện cái bang Kinh Môn năm ngoái không? Đương nhiên là nhớ, Tần Thụ Nghĩa nói, thế lực của Yếu Môn rất lớn mạnh, Trương Điên cũng được coi là anh hùng một thời. Toàn bộ Yếu Môn đột nhiên biến mất, thật sự rất kỳ lạ. Thời điểm Yếu Môn biến mất, cũng chính là lúc Lý Dục Thần tới thủ đô, Tôn Trường Hải nói. Ý ông là, Lý Dục Thần giết Trương Điên, diệt cái bang thủ đô sao, Tần Thụ Nghĩa giật mình nói. Lúc ấy Lý Dục Thần vẫn chưa nổi tiếng, không có ai điều tra anh ta. Gần đây tôi mới điều tra, tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng có rất nhiều manh mối đều chỉ về phía anh ta. Hơn nữa, Tần gia không cảm thấy chuyện Yếu Môn biến mất và chuyện năm đó nhà họ Lý bị diệt môn trong một đêm rất giống nhau sao? Ý ông là, đôi mắt Tần Thụ Nghĩa run lên, vẻ mặt thay đổi, chuyện năm đó, tên họ Lý đều biết cả ư. Rất có thể, Tôn Trường Hải nói, năm đó, nếu không vì Trương Điên và cái bang, nhà họ Lý cho đi nhiều đứa trẻ như vậy, thật sự không dễ tìm. Nhưng vẫn bỏ sót một tên Lý Dục Thần, Tần Thụ Nghĩa thở dài. Xem ra chuyện của Quảng Kiệt và Vân Long không phải là tai nạn, anh ta phải động thủ với tôi rồi. Tôi phụng lệnh sư phụ, ở lại thủ đô tìm kiếm một món đồ của nhà họ Lý, nhoáng cái đã hơn 20 năm trôi qua. Đồ vẫn chưa tìm thấy, lại còn phải nghênh đón sự trả thù của nhà họ Lý. Ha ha, đúng là người tính không bằng trời tính. Tôn Trường Hải trầm ngâm, hay là ta tới Mạc Bắc một chuyến đi? Tần Thụ Nghĩa gật đầu, ừ, cũng được. Vẫn nên báo cáo với ông già kia một chút. À đúng rồi, tên Lạc Minh Sa kia có tin được không? Người này tham lợi quên nghĩa, không tin được, Tôn Trường Hải nói. Nhưng người ông ta tiến cử vẫn có thể dùng được, tôi đã sắp xếp rồi. Tân gia cứ yên tâm.
Sở Chấn Thanh đứng trước chiếc đồng hồ sàn khổng lồ, ông ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng như đang chạm vào thời gian trôi qua. Sự huy hoàng của nhà họ Lý mới chỉ là ngày hôm qua, lúc đó ông ta còn trẻ, nhớ lại những ngày tháng trông gai đó, ông ta nhớ tới Lý Vân Hoa, nhớ tới những ân oán trong quá khứ. Quản gia sau lưng ông ta báo cáo tất cả mọi chuyện xảy ra ở câu lạc bộ Giao Quang. Thiếu gia đã về chưa, ông ta hỏi. Về rồi à? Tại sao nó không báo với tôi? Thiếu gia nói mình không được khỏe nên đi nghỉ ngơi trước. Không được khỏe, Sở Chấn Thanh lạnh lùng cười, nói, tôi thấy nó là không còn mặt mũi tới gặp tôi nữa rồi. Tên họ Lý giết người trên địa bàn của nhà họ Sở chúng ta, thiếu gia còn đang nhịn tức trong lòng, quản gia nói. Sở Chấn Thanh lắc đầu, người ta không trực tiếp giết người, đã coi như là nể mặt chúng ta. Là thiếu đương gia của nhà họ Sở, ở hiện trường lại không thể làm chủ cục diện, lại không có khả năng quyết đoán, người ta đã cho nó bậc thang mà nó còn không chịu đi, cứ như thế làm sao mà tôi yên tâm giao lại gia nghiệp của nhà họ Sở cho nó được đây. Thiếu gia tuổi trẻ khí phách, nhất thời không chịu buông bỏ cái tôi, đây là bản chất con người mà. Hừ, nếu là người thường thì không sao. Nhưng nó là chủ nhân tương lai của nhà họ Sở. Phải là chủ nhân thì phải biết buông bỏ mọi thứ vì gia tộc, chỉ cần phù hợp với lợi ích của gia tộc, thậm chí cả mạng sống cũng phải buông bỏ, huống gì chỉ là cái tôi. Sở Chấn Thanh hơi tức giận, tiểu thư đâu? Tiểu thư vẫn còn ở đại lý xe, đang cùng giải quyết hậu quả với quản gia nhà họ Lý. Lý Dục Thần thật sự nói muốn mời tiểu thư tới nhà họ Lý uống trà ư? Đúng là có nói, nhưng không phải là Lý Dục Thần. Mà là cô Lý nói, quản gia sửa lời. Sở Chấn Thanh gật đầu, qua hôm nay, tên Lý Dục Thần này sẽ nổi tiếng khắp thủ đô. Nhà họ Lý trỗi dậy đã là chuyện không thể nào cản được, nếu đã không làm gì được, nhà họ Sở chúng ta cũng không cần phải làm chim đầu đàn nữa. Anh ta đã có ý kết duyên, chúng ta cũng nên có qua có lại. Ông nói với tiểu thư, bảo nó có thể lui tới với nhà họ Lý. Còn nữa, nếu thiếu gia không được khỏe thì bảo nó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện làm ăn tạm thời gác sang một bên trước đã. Từ xa Lý A Tứ đã nhìn thấy Trần Tiểu Lục đứng ở ven đường. Bên cạnh Trần Tiểu Lục còn có mấy người, có nam có nữ, đang nói chuyện với nhau. Lý A Tứ đạp xe đi đến, tới gần liền hô một tiếng, Tiểu Lục. Đám người bên cạnh Trần Tiểu Lục trông thấy Lý A Tứ và xe đạp của anh ta thì đều có vẻ mặt ngạc nhiên. Một người đàn ông hỏi, Tổng Giám Đốc Trần, đây chính là nhân vật lớn mà anh nói sao? Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt nói, Lục gia, anh ta gọi anh là Tiểu Lục, vậy tôi nên gọi anh ta là gì? Trên mặt Trần Tiểu Lục hiện ra mấy phần không được tự nhiên, nửa bên mặt run rẩy, nói, gọi tứ gia. Nói rồi Trần Tiểu Lục liền thay đổi sang vẻ mặt tươi cười, đi ra đón Lý A Tứ, vịn tay lái tay giúp anh ta dừng xe xong thì khoác lấy vai anh ta, vừa đi vừa nói, A Tứ, sao cậu còn đạp cái xe cũ kỹ này? Lý A Tứ nói. Không đạp xe thì tôi đến đây kiểu gì? Bắt xe tốn tiền lắm. Trần Tiểu Lục cười ha ha, dẫn mọi người vào trong quán ăn. Quán ăn trên đường phố cũng không lớn, bên ngoài tạm coi như rộng rãi, ánh đèn ngoài cửa cũng rất sáng, bảng hiệu tôm hùm chua cay đỏ chót khiến người ăn như ngửi được mùi thơm nức mũi. Cái loa ngoài cửa còn đang phát ra tiếng nhạc, tờ giấy nho nhỏ, vuông vức. Trần Tiểu Lục đã đặt phòng trước, phòng này nằm ở góc quán ăn, mặt tường làm bằng kính. Có thể nhìn ra cảnh đường phố phía ngoài, cũng có thể trông thấy những cái bàn bên ngoài đại sảnh. Có tổng cộng 6 người đến ăn, ngoại trừ Trần Tiểu Lục ra còn có hai đồng hương, Lý A Tứ có biết, hai người khác thì anh ta không biết, bao gồm cả người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc mát mẻ kia. Trần Tiểu Lục giới thiệu người phụ nữ tên là Đình Đình, là nữ sinh viên của một trường đại học nổi tiếng. Lý A Tứ cũng không để ý đến tên tuổi của trường đại học nổi tiếng đó. Trên thực tế, ngoại trừ hai trường cực kỳ nổi tiếng ra kia thì Lý A Tứ cũng không biết như thế nào mới được tính là một trường đại học nổi tiếng. Euro ó lẽ là không nhận được sự tán thưởng nên có từ Lý A Tứ, Đình Đình có vẻ hơi thất vọng, cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng Lý A Tứ không nhìn thấy. Một người khác là ông chủ của một công ty nội thất, họ Lạc, hai người đồng hương kia làm việc cho anh ta, tất cả mọi người đều gọi anh ta là Tổng Giám Đốc Lạc. Lý A Tứ hỏi Trần Tiểu Lục. Không phải cậu nói có bất ngờ cho tôi sao? Bất ngờ đâu? Trần Tiểu Lục nói, cậu còn nhớ bạn cùng bàn hồi đi học của cậu không? Bạn cùng bàn. Trong đầu Lý A Tứ lập tức hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu,
hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, còn có đôi mắt to ngập nước biết nói chuyện kia. Ngũ Ngọc Xuân đó, Trần Tiểu Lục nói, cô ta cũng tới thủ đô, lúc đầu hôm nay tổ chức tụ họp là vì cô ta, không nói cho cậu biết chính là muốn cho cậu một điều bất ngờ. Trong lòng Lý A Tứ sao lại chỉ có mỗi bất ngờ được, đơn giản là quá kích động, trái tim đã đập thình thịch rồi. Cô ấy đâu rồi? Tạm thời có việc, có lẽ là không tới được. Trần Tiểu Lục nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lý A Tứ thì cảm thấy bừa ồn cười, đảo tròn đôi mắt, đột nhiên đẩy Đình Đình về phía Lý A Tứ, cười ha ha nói, tôi biết cậu thích Ngũ Ngọc Xuân, nhưng mà phụ nữ sao, đều như thế cả, thế này cũng đủ để cậu ngạc nhiên rồi. Đình Đình lập tức va vào lòng Lý A Tứ. Lý A Tứ chưa bao giờ được tiếp xúc với con gái ở khoảng cách gần như vậy, lập tức không biết làm sao, còn chưa uống rượu mà mặt đã đỏ bừng. Anh ta sợ Đình Đình ngã liền đưa tay ra đỡ. Ai ngờ Đình Đình chán ghét đẩy anh ta ra, đưa tay cho anh ta một cái tát, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nói. Làm cái gì đấy, sàm sỡ người ta à? Cũng không đái một bãi mà soi vào xem, chỉ là một tên bảo vệ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lý A Tứ ngây người. Anh ta không hiểu, rõ ràng là Trần Tiểu Lục đẩy cô ta vào lòng mình, vì sao cô? À không trách Trần Tiểu Lục, ngược lại trách anh ta. Khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ, lần này lại càng đỏ hơn. Một nửa là bị đánh, một nửa là bị chọc giận. Anh ta nhìn về phía Trần Tiểu Lục, hy vọng Trần Tiểu Lục sẽ giúp anh ta giải thích vài câu. Nhưng Trần Tiểu Lục lại quay sang an ủi Đình Đình, ôi trời chỉ đùa một chút thôi mà, sao lại nổi giận như thế? Cơm nước xong xuôi tôi sẽ dẫn cô đi mua túi sách. Đình Đình lập tức vui vẻ trở lại, hắng giọng, như vậy còn tạm được. Trần Tiểu Lục đưa tay véo một cái vào chỗ đầy đặn trên người cô ta, mua túi sách xong thì đi làm việc khác nha. Anh xấu xa quá, Đình Đình giống như không có xương, mềm mại tựa vào vai Trần Tiểu Lục, điệu đến chảy nước. Trần Tiểu Lục cười ha ha, nói với Lý A Tứ à, đã sớm bảo cậu đi làm việc với tôi rồi, làm bảo vệ làm gì, ngay cả phụ nữ cũng không thích cậu. Lúc ăn cơm, mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ có Lý A Tứ là trầm mặc. Trần Tiểu Lục và Đình Đình liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý A Tứ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Lý A Tứ bừa ồn bã uống rượu, rất nhanh đã có ba phần men say. Anh ta đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tổng Giám Đốc Lạc đột nhiên đi tới, mời rượu anh ta, còn khoác vai anh ta nói, người anh em, không phải tôi nói anh, nhưng làm bảo vệ thì có tiền đồ gì. Làm bảo vệ, cả đời anh đều không lấy được vợt. Hai người cạn một chén rượu. Tổng Giám Đốc Lạc còn nói, người anh em, nếu không anh đi theo tôi đi, tôi cam đoan sẽ để anh phát tài. Không tin anh đi hỏi mấy đồng hương của anh, đã có không ít người lấy lương của tôi về nhà cưới vợ rồi. Lý A Tứ nói, thôi, tôi vẫn nên làm bảo vệ thì hơn. Đình Đình ở phía đối diện khinh bỉ nhìn anh ta một cái, cười lạnh nói, không có tiền đồ. Lý A Tứ nói, cậu Lý đã đồng ý với tôi. Chỉ cần tôi làm tốt sẽ cho tôi nở mày nở mặt lấy được vợ. Trần Tiểu Lục và Đình Đình liếc nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Tổng Giám Đốc Lạc nói, vậy hay là thế này đi, anh giới thiệu một mối làm ăn cho tôi sẽ trích phần trăm cao cho anh, thế nào? Lý A Tứ nói, tôi chỉ là bảo vệ, lấy đâu ra mối làm ăn? Tổng Giám Đốc Lạc nói, tôi nghe nói ông chủ của anh muốn sửa lại nhà, anh giới thiệu cho tôi làm, người ta là nhà giàu. Sửa chữa một chút thôi cũng được mấy chục triệu, tôi trích phần trăm cao cho anh, chưa cần đến một năm anh đã có thể về quê xây biệt thự cưới vợ. Có rất nhiều đồng hương của anh đều đang làm việc cho tôi, đây cũng là gián tiếp giúp bọn họ. Lý A Tứ có vẻ hơi do dự. Anh ta nghe quản gia Hầu Thất Quý nói, căn nhà của họ Lý đã không có ở người 20 năm rồi, có rất nhiều chỗ cần tu sửa, cũng sẽ tốn rất nhiều tiền. Lý A Tứ không quan tâm đến việc trích phần trăm lắm. Nhưng nếu như có thể giúp đồng hương, anh ta cũng vui lòng. Trần Tiểu Lục đưa mắt ra hiệu với Đình Đình. Đình Đình liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý A Tứ, rót cho Lý A Tứ một chén rượu, cúi người để sát vào bên tai Lý A Tứ, thổi một hơi nóng hổi, mềm mại nói. Tứ gia, tôi mời anh một chén, Tổng Giám Đốc Lạc phóng khoáng như vậy, anh giúp anh ta nhận việc, có thể lấy được rất nhiều tiền. Đừng nói về nhà cưới vợ, cho dù bảo tôi gả cho anh cũng được. Bên tai Lý A Tứ vang lên tiếng cười như chuông bạc của Đình Đình, trong mũi ngửi được một mùi thơm còn dễ say lòng người hơn rượu, mà liếc mắt một cái lại nhìn thấy những bóng trắng như tuyết lắc lư.
Lý A Tứ cảm thấy cả người tê dại, giống như bị tiêm gây mê. Luồng khí kìm nén trong lồng ngực giống như đã thuận hơn một chút, mặt lại chướng đỏ hơn. Đình Đình sát lại gần, đầu tiên là dùng môi của mình nhẹ nhàng nhấp một ngụm bên mép chén rượu, sau đó đưa chén rượu đưa đến bên miệng Lý A Tứ. Trần Tiểu Lục ngồi đối diện nhìn, giống như đang xem một vở kịch đặc sắc. Anh ta và Tổng Giám Đốc Lạc liếc nhau, Tổng Giám Đốc Lạc thỏa mãn gật đầu. Trên mặt Đình Đình tràn đầy tự tin. Cái tát vừa rồi chỉ là lạt mềm buộc chặt. Cô ta tin tưởng, đồ nhà quê như Lý A Tứ sẽ không thể trốn khỏi lòng bàn tay của mình. Chỉ cần cô ta nguyện ý, lúc nào cũng có thể khiến anh ta quỳ dưới váy của cô ta. Tứ gia, uống chén rượu này rồi, coi như là anh đã đồng ý nha. Về sau đi theo, Tổng Giám Đốc Lạc, chúng ta cùng nhau kiếm nhiều tiền, Đình Đình gần như dán mặt mình vào mặt Lý A Tứ. Oa, Tứ gia, mặt anh thật nóng. Lý A Tứ nhận lấy chén rượu từ trong tay Đình Đình, nhìn cô ta nở nụ cười. Sau đó hất hết chén rượu lên trên mặt Đình Đình. A, Đình Đình hét thảm một tiếng, người không biết còn tưởng rằng thứ bị hất vào mặt cô ta là axit đậm đặc. Lý A Tứ nói, lúc đầu nên trả lại cô một cái tát, nhưng tôi không đánh phụ nữ, cô tránh ra, cách xa tôi một chút. Đình Đình khóc lóc chạy đi, nhào vào trong lòng Trần Tiểu Lục, Lục gia, anh phải lấy lại công bằng cho tôi. Trần Tiểu Lục giận dữ, vỗ bàn một cái, Lý A Tứ, cậu làm gì vậy? Người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám động vào ư? Lý A Tứ sửng sốt một chút, nhìn Trần Tiểu Lục, cảm thấy có chút lạ lắm. Đây là Trần Tiểu Lục mà năm đó luôn miệng nói bọn họ là anh em, nói anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, nói trên thế giới này cái gì cũng kém tình. Huynh đệ đó sao? Đình Đình đang khóc, Trần Tiểu Lục rất tức giận, cầm chai bia lên muốn xông tới đánh nhau. Tổng Giám Đốc Lạc vội cản anh ta lại, nói, thôi thôi thôi, được rồi, đều là đồng hương, cần gì chứ? Là tôi không tốt, tôi sẽ tự phạt ba chén. Trần Tiểu Lục thở phì phò ngồi lại chỗ. Lý A Tứ có chút khổ sở, dù sao đây cũng là huynh đệ nhiều năm rồi. Anh ta quay người chuẩn bị rời đi, Tổng Giám Đốc Lạc cố gắng giữ lại cũng không được. Nhưng vừa đi tới cửa, suýt nữa thì va phải một người phía đối diện. Lý A Tứ thấy người phụ nữ đối diện thì sững sờ tại chỗ. Người phụ nữ kia cũng ngây ngẩn cả người. Ngũ Ngọc Xuân nói không uống rượu, Trần Tiểu Lục kiên trì muốn cô ta uống. Lý A Tứ liền bưng chén rượu lên, tôi sẽ uống thay cô ấy. Sau đó anh ta uống ba chén liên tục. Trần Tiểu Lục cười lạnh nói, tôi bảo cậu uống sao? Cậu có tư cách thay cô ấy uống sao? Cậu là ai chứ? Đình Đình bên cạnh Diêu Cẩn nói, chỉ là một tên bảo vệ đạp xe đạp, đúng là coi mình thành nhân vật lớn sao? Ngũ Ngọc Xuân cảm thấy bầu không khí không thích hợp, nói, A Tứ là bạn cùng bàn của tôi, anh ta thay tôi uống, không phải rất bình thường sao? Trần Tiểu Lục muốn nói cái gì, lại bị Tổng Giám Đốc Lạc dùng ánh mắt ngăn cản. Ói, đúng vậy, A Tứ là bạn cùng bàn của cô Ngũ, uống rượu thay cô Ngũ là điều rất bình thường. À, tôi đề nghị, để chúc mừng bạn cùng bàn hai người gặp lại, hãy cạn một chén. Chén rượu lên đến, lại bị Lý A Tứ cướp mất, uống ửng ực thay cô ta. Ngũ Ngọc Xuân cười nói, A Tứ, cậu vẫn giống như trước đây. Trông thấy nụ cười của Ngũ Ngọc Xuân, phiền muộn trong lòng Lý A Tứ lập tức biến mất. Bầu không khí trên bàn đã hòa hoãn một chút, Ngũ Ngọc Xuân hỏi Lý A Tứ bây giờ làm gì. Lý A Tứ có một loại kích động muốn nói khoác trước mặt cô gái mình thích theo bản năng, nhưng anh ta do dự nửa ngày vẫn thành thật nói hai chữ, bảo vệ. Ngũ Ngọc Xuân nhìn ra anh ta mất tự nhiên, liền an ủi anh ta, bảo vệ không phải rất tốt sao, có thể có một công việc ổn định ở thủ đô, đối với những người chưa từng học đại học như chúng ta đã rất không dễ dàng rồi. Cậu nhìn tôi đi, ngay cả công việc cũng còn không có đây. Lý A Tứ vô cùng xấu hổ, lòng dạ của mình lại còn kém hơn một cô gái. Anh ta lại không tự giác nhìn sang Đình Đình, không thể nào hiểu được, tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, vì sao lại phải bám lấy Trần Tiểu Lục. Trần Tiểu Lục nói, Ngũ Ngọc Xuân, Tổng Giám Đốc Lạc có công ty rất lớn, cậu có muốn suy nghĩ một chút hay không? Ngũ Ngọc Xuân nói, tôi không biết cái gì cả. Chỉ sợ Tổng Giám Đốc Lạc không để ý đến tôi. Tổng Giám Đốc Lạc nói, cô Ngũ xinh đẹp như vậy, còn cần biết cái gì nữa, chỗ tôi đúng lúc đang thiếu một trợ lý, tiền lương 20.000, không biết cô. Ngũ có đồng ý không? Ngũ Ngọc Xuân hơi có vẻ kinh ngạc, cao như vậy sao? Tôi sợ tôi không làm được,
Không làm được có thể chậm rãi học mà, vậy cứ quyết định như thế đi, tôi cho cô một tấm danh thiếp, ngày mai cô hãy đến làm. Tổng giám đốc Lạc lấy danh thiếp ra đưa tới, lại nói với Lý A Tứ, A Tứ, anh xem cô Ngũ đã đến chỗ tôi làm, anh cũng tới đi. Lý A Tứ vô cùng kiên quyết lắc đầu, tôi cảm thấy làm bảo vệ vẫn tốt hơn. Trần Tiểu Lục khịt mũi coi thường, ngu xuẩn hồ đồ. Tổng giám đốc Lạc có vẻ đã nghĩ đến việc anh ta sẽ không đồng ý, cũng không miễn cưỡng nữa. Mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Ngũ Ngọc Xuân đương nhiên trở thành nhân vật tiêu điểm, mà từ đầu đến cuối Lý A Tứ vẫn có vẻ không hợp với bầu không khí ở đây. Nếu như lúc này Lý A Tứ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính, chắc chắn anh A sẽ rất kinh ngạc. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đang ngồi yên trên bàn bên ngoài. Lý A Tứ không nhìn thấy bọn họ lại nhìn thấy Lý A Tứ. Trong quán ăn rất ồn ào, nhưng thính giác của bọn họ lại vô cùng nhạy bén, vẫn có thể nghe. Được rõ cuộc đối thoại trong phòng. Khi Lý A Tứ hất chén rượu lên mặt Đình Đình, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đều cười. Lâm Mộng Đình nói, A Tứ này vẫn rất to gan. Lý Dục Thần nói, hôm nay anh ta có số đào hoa, không thoát được. Lâm Mộng Đình nói, vậy anh nói xem đóa hoa này sẽ có kết quả ra sao? Lý Dục Thần nói, đây là số mệnh của anh ta, anh có nói gì cũng không có tác dụng. Lâm Mộng Đình nói, anh đã nói sẽ giải quyết chuyện lấy vợ của anh ta mà. Lý Dục Thần nói anh ta nhất định có thể nở mày nở mặt hơn trưởng làng, chứ không nói sẽ giúp anh ta cưới vợ. Lâm Mộng Đình nói, nhưng bây giờ anh ta bị đồng hương xem thường, bị người ta chế giễu làm bảo vệ ở ngay trước người phụ nữ mình thích. Bảo vệ nhà họ Lý của anh đúng là không có chút địa vị nào. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ nói, vậy còn không đơn giản sao? Anh liền tháo găng tay bóc vỏ tôm ra, lấy điện thoại ra gọi, alo, lão Hầu, hai chiếc xe kia đã làm thủ tục xong chưa? Lát nữa ông lái chiếc Rolls Royce. Phantom tới đường này. Lâm Mộng Đình nghe xong liền biết anh muốn làm gì, cười nói, bảo vệ ngồi Phantom, quản gia làm lái xe, có thể khoa trương hơn được không? Lý Dục Thần nói, bảo vệ nhà họ Lý của anh cần phải có đãi ngộ như thế, Lý A Tứ uống nhiều rượu, cơ bản đều là uống thay Ngũ Ngọc Xuân. Lâu ngày mới được gặp lại Ngũ Ngọc Xuân khiến anh ta quên hết chuyện không vui lúc trước. Đám người vừa đi đến cửa, chỉ thấy một chiếc Rolls Royce Phantom mới tinh dừng ở ven đường trước mắt bọn họ. Đình Đình suýt nữa thì hét lên, oa, Rolls Royce. Trên mặt Trần Tiểu Lục tràn đầy vẻ hâm mộ nói, không biết là xe của ông lớn nào, làm sao lại đỗ ở chỗ này. Chỉ thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi từ trên xe xuống, đi đến trước mặt Lý A Tứ, cung kính gọi một tiếng, tứ gia. Một tiếng tứ gia này khiến mọi người đều ngây ra. Trần Tiểu Lục, Tổng Giám Đốc Lạc, Đình Đình, bao gồm cả Ngũ Ngọc Xuân đều hóa đá, ngẩn người. Lý A Tứ nhìn thấy Hầu Thất Quý, nghe thấy hai chữ tứ gia liền giật mình tỉnh lại. Hầu, Hầu, tứ gia, mời lên xe, tôi đưa cậu về nhà. Hầu Thất Quý đỡ Lý A Tứ đang ngơ ngác vào trong xe, lại quay đầu hỏi nói, vị nào là cô Ngữ? Ngũ Ngọc Xuân sững sờ, là tôi. À, tứ gia dặn dò, bảo tôi đưa cô Ngũ về, Hầu Thất Quý khom người mở lối, cô Ngũ, mời lên xe. Ngũ Ngọc Xuân mơ mơ hồ hồ lên xe. Chiếc Rolls Royce lái đi xa trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ để lại trong tầm mắt bọn họ một cái bóng. Oa, hóa ra anh ta có tiền như vậy, Đình Đình nhìn về hướng chiếc Rolls Royce biến mất bằng ánh mắt si ngốc, chợt nhớ tới mình từng tát tứ gia một cái, sợ hãi nói, Lục gia, sao anh lại không nói sớm, tôi đã tát anh ta, phải làm sao bây giờ đây? Hai, nếu biết sớm tôi nên hiến thân cho anh ta sớm một chút. Trần Tiểu Lục đột nhiên quay người. Hung dữ cho cô ta một cái tát. À, anh làm gì thế? Đình Đình kinh hãi nói. Cút, Trần Tiểu Lục giận dữ gầm lên. Đình Đình bụng mặt, khóc lóc thảm thiết chạy đi. Sau khi ăn tôm với Lâm Mộng Đình xong, bọn họ lại tản bộ một vòng trên đường. Lý Dục Thần nói, chờ căn nhà của họ Lý sửa xong, anh muốn gọi cả Mã Sơn và Đinh Hương đến, mọi người đoàn tụ một lần. Chỉ có Mã Sơn và Đinh Hương thôi sao? Lâm Mộng Đình hỏi. Còn có chị Mai, Kinh Kinh, Tinh Di, Lão Hứa, Lang Dụ Văn, Thái Vĩ Dân, đều gọi cả, Lý Dục Thần nói. Chỉ những người đó thôi sao, Lâm Mộng Đình cong miệng lên. Còn ai nữa không, Lý Dục Thần nâng cằm lên, ngẩng đầu nhìn trời, giống như đang nghĩ xem mình còn quên mất ai.
Lâm Mộng Đình cắn môi một cái, nếu anh không nghĩ ra, vậy thì thôi đi. Lý Dục Thần cười ha ha, ôm lấy vai của cô nói, được rồi, làm sao anh có thể quên bố mẹ vợ được chứ? Đến lúc đó, anh sẽ tự mình đi mời bọn họ, còn có Lâm. Vân, Nghiêm Cẩn, đương nhiên cũng phải tới. Lâm Mộng Đình lúc này mới cười, đánh nhẹ anh ta một cái, sẵn giọng, hư hỏng như vậy, không có chút dáng vẻ nào của tiên nhân cả. Nhớ tới trong nhà, Lâm Mộng Đình bỗng nhiên nhíu mày. Sao vậy? Lý Dục Thần hỏi. Lâm Mộng Đình nói, vừa rồi em đã cảm thấy tổng giám đốc Lạc kia hình như có chút quen mắt, nhưng vẫn không nhớ ra nổi. Bây giờ em đã nhớ ra rồi, người này trông hơi giống quản gia nhà em ngày xưa, cũng họ Lạc. Lạc Minh Sa. Anh biết à? Lâm Mộng Đình cũng không biết chuyện giữa Lạc Minh Sa và Lý Dục Thần, lúc cô và Lý Dục Thần xác lập quan hệ thời điểm, Lạc Minh Sa đã chạy. Khi đó, nhà họ Lâm rối bời, ông cụ mắc bệnh, việc làm ăn không tốt, cô cũng không quá quan tâm đến việc quản gia mất tích. Sau khi xảy ra chuyện của Lâm Thiếu Bình, nhà họ Lâm suýt nữa gặp tai họa ngập đầu, cũng đã chết rất nhiều. Người, ngay cả Lâm Thiền Minh cũng chết, cô càng quên mất Lạc Minh Sa. Lý Dục Thần liền nói với Lâm Mộng Đình chuyện lúc anh mới tới thành phố Hòa, tới cửa từ hôn, về sau bị người ta đuổi giết ở ven hồ Linh Sơn. Lâm Mộng Đình cười nói, hóa ra mẹ em còn đưa cho anh 2 triệu. Lý Dục Thần giang hai tay ra, nhưng anh chưa lấy được một đồng nào cả. Một bà lão người Hoa ngang qua trông thấy Vương Sùng Tiên mặc đạo bào thì dùng giọng Hoa sen lẫn đủ loại khẩu âm tốt bụng nhắc nhở. Ông làm gì thế, niêm phong rồi, không vào được đâu. Vương Sùng Tiên quay đầu lại hỏi nói, bà có biết là bị ai niêm phong không? Để tôi xem nào, trên đó viết tôi điểm chi nha, phía trên siêu có viết mà, tôi lại không biết chữ. Ông đi tra Google xem. Vậy bà có biết người trong này đi đâu rồi không? Bà lão ông ta nhìn mấy lần, nói, ở Lost City còn có thể gặp đạo trưởng như ông, đúng là surprise, ông không nên hỏi, mau đi thay quần áo khác đi, rất danger đấy. Bà à, tôi không sợ nguy hiểm, bà nói cho tôi bọn họ đi đâu, là ai niêm phong nơi này, Vương Sùng Tiên hỏi. Âu cái gì chứ, nhìn tôi âu lắm sao? Lão đạo chết bầm, không biết lễ phép. Bà lão nổi giận mắng một câu, xoay người rời đi vừa dùng quải trượng trong tay chỉ vào một phương hướng. Đi theo hướng kia, cross qua High Street, xoay trái, rẽ phải, lại rẽ phải, sẽ nhìn thấy một cái Big House Red and Blue, sau đó đi dọc theo đường Mission, sẽ có rất nhiều chất. Lão đạo chết bầm, ke phun một chút, nơi đó là thế giới của White, Yellow không được thích lắm đâu. Tiếng chống gậy cồm cộp dần đi xa, bà lão đã biến mất ở chỗ ngoặt. Khẩu âm Quảng Đông pha tiếng Anh của bà lão quả thật khiến Vương Sùng Tiên xuất gia gần trăm năm ở Bạch Vân Quan có chút khó nghe, ông ta chỉ còn cách đoán, cuối cùng cũng chỉ biết một phương hướng đại khái, nơi đó có lẽ sẽ có manh mối. Vương Sùng Tiên quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng phủi một cái, con dấu trên giấy niêm phong lóe lên, tự động chóc ra. Ông ta đẩy cửa đi vào, bên trong là một cái sân nhỏ. Đạo quán ở Los Angeles không giống ở Hoa Hạ. Không có đình viện rộng lớn đẹp đẽ và những tòa nhà kiểu cung điện rực rỡ, cũng không có bố cục âm dương xen lẫn. Trung phu quan chỉ được tu sửa lại từ một biệt thự kiểu Tây Dương cũ, tường ngoài và nóc nhà được sửa lại thành kiểu Trung Quốc với mái hiên, trên cửa treo bảng hiệu và kính bát quái, trong sân có một cái lư hương đồng không lớn lắm, trong phòng khách nhà chính có tượng thần Tam Thanh, bốn bức tường xung quanh dán rất nhiều tranh thần đạo, những căn phòng khác cũng đều cung phụng những vị thần khác nhau, trên tầng là nơi ở của các đạo sĩ. Tất cả nguyên tố mà đạo quán nên có đều đã có, nhưng không có cách nào. Thay đổi được bản chất vẫn là một giấy phòng dương. Bây giờ trong đạo quán vô cùng hỗn độn, lư hương đồng lật ngược, tượng Tam Thanh đổ vỡ trên mặt đất, những bức tranh lão tử đi về phía tây trên tường bị vẽ lung tung, trên người lão tử bị vẽ một dấu X lớn bằng màu nước đỏ, phía sau vẽ một cái giá chữ thập, trên đỉnh thập tự giá là mặt trời. Nhìn qua, lão tử giống như một tên tội phạm bị ghim trên thập tự giá thiêu chết. Vương Sùng Tiên nhìn mà vô cùng giận dữ. Đều nói tôn giáo là tự do của quốc gia, làm sao lại không thể để cho một đạo quan nho nhỏ có một chỗ dung thân chứ? Từ sân đến các phòng xung quanh, khắp nơi đều có vết tích đánh nhau và thiêu đốt. Vương Sùng Tiên phán đoán, đa số những vết kiếm kia là do đạo môn để lại, trong đó có một số cái có thể nhận ra là bố trí của kiếm pháp Trường Xuân. Mà những dấu vết bị lửa đốt kia hẳn là do tín đồ dị giáo xâm lấn gây nên. Trong cho tàn vẫn còn lại mùi ma pháp.
Loại thuật lửa này không giống tam muội chân hỏa của đạo môn. Tam muội chân hỏa bắt nguồn từ bản thân người tu hành, là cương khí khi tu luyện thuần dương đạt được. Mà từ dấu vết còn lại ở nơi này xem ra, càng giống như một loại thuật phù chú kiểu thái dương chân hỏa, bắt nguồn từ lực lượng bên ngoài. Đạo môn cũng không phản đối mượn ngoại lực, ngược lại, có thể vận dụng năng lượng trời đất là chứng minh cho tu vi rất cao, ví dụ như cửu tiêu thần lôi của Lăng Tiêu phái, ngũ lôi chính pháp của Phủ Thiên Sư vân vân. Thế nhưng nếu tất cả mọi người của một giáo phái chỉ sử dụng loại pháp thuật này lại có vẻ có chút kỳ quái. Vương Sùng Tiên ngẩng đầu nhìn mặt trời treo giữa trời, người ta nói California năng đẹp, quả nhiên là thế, cho dù ở khu náo nhiệt như Los Angeles vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ kia. Rời khỏi Trung Phu Quan, Vương Sùng Tiên đóng chặt cửa, kiếm thanh phong vẽ một dấu X lên cửa, khắc lên ra phong ấn Trường Xuân, thay thế giấy niêm phong vốn có. Sau đó, ông ta cầm kiếm đi về hướng bà lão chỉ. Một lão đạo mặc đạo bào, tay cầm bảo kiếm, bộ râu hoa dâm nện bước trầm ổn mà mạnh mẽ đi ở phía tây thung lũng San Gabriel của Los Angeles, rất nhanh đã thu hút ánh mắt của vô số người hoa. Đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ, xoay trái, rẽ phải, rẽ phải. Một dãy nhà lớn có tường ngoài màu đỏ xanh xuất hiện trước mặt. Vương Sùng Tiên dựa theo hướng bà lão chỉ, đi tới đường sứ mệnh. Vương Sùng Tiên vừa vung tay lên, người nọ đã bay lên như tranh trong gió, đập dầm vào cổng lớn và ngã xuống lối vào sảnh đợi. Có rất nhiều người đang ngồi thành tâm cầu nguyện ở hai bên lối đi, bọn họ hoảng sợ vì tình huống bất thình lình xảy ra, đồng loạt đứng lên. Bọn họ thấy một đạo sĩ tay cầm kiếm chậm rãi bước vào. Mọi người trở nên lo lắng như đang đối mặt với kẻ thù. Linh Mục đang đọc kinh trên đài, một tay giữ lấy kinh thánh, một tay nắm cây thánh giá trước ngực. Hỏi, ông là ai, tại sao lại xông vào đây? Đạo sĩ của Trung Phu Quan đang ở đâu? Vương Sùng Tiên hỏi. Vương Sùng Tiên nói bằng tiếng phổ thông, còn Linh Mục nói tiếng Anh, hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng mọi người lại đều nghe hiểu. Ông đột nhập vào thánh điện, mạo phạm tới thánh linh, tội ác không thể tha, Linh Mục nói. Giết ông ta, tín đồ phía dưới hô to. Linh Mục giơ thánh giá lên, niệm thần chú. Vòng tròn trên cây thánh giá tỏa ra một lồng ánh sáng trắng chói mắt như một mặt trời nhỏ. Đám tín đồ đột nhiên cảm thấy thiêng liêng và hưng phấn. Xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ông, Linh Mục nói. Một luồng ánh sáng trắng từ cây thánh giá bắn về phía Vương Sùng Tiên. Vương Sùng Tiên xoay ngang kiếm, chắn ở đằng trước, luồng ánh sáng trắng bắn vào vỏ kiếm và quay ngược trở lại, bắn trúng tay Linh Mục. Linh Mục hét lên thảm thiết rồi vứt cây thánh giá xuống. Sau đó lui lại vài bước, nhìn Vương Sùng Tiên một cách kinh ngạc. Ông là ai? Nói mau, bọn họ ở đâu? Vương Sùng Tiên hỏi lại, nếu không nói, tôi tự vào tìm. Linh Mục xoay người đi về phía chính giữa tế đàn, đứng trước cây thánh giá khổng lồ, chỉ tay vào Vương Sùng Tiên, lớn tiếng nói. Tà đồ đến từ dị vực, ông xâm phạm thánh địa, làm tổn hại sứ giả của Chúa, ông sẽ phải chịu sự trừng phạt của Chúa, rơi vào vực sâu địa ngục. Vĩnh viễn chịu dày vò trong bóng đêm. Ông ta làm dấu thánh giá trước ngực và đọc. Khuôn mặt của ngài hiện lên từ bóng tối, dáng màu phủ kín bầu trời, đối mặt với ngọn lửa của ngài, thế gian đều vui mừng. Cây thánh giá khổng lồ trên tế đàn bắt đầu sáng lên, ánh sáng tỏa ra rực rỡ đến chói mắt. Ngọn lửa đang lao về phía anh ta. Trái đất bị thiêu rụi trong ngọn lửa, chỉ còn anh ta chịu đau khổ và dày vò trong đống tro tàn. Lý A Tứ hét lên. Cố gắng bỏ dậy khỏi giường mới phát hiện thì ra chỉ là một giấc mơ. Một tia nắng ấm áp, dịu dàng chiếu ngoài cửa sổ chiếu lên ga giường. Anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên, A Tứ, tỉnh rồi sao? Giọng nói này vô cùng dịu dàng và ấm áp hơn ánh nắng mặt trời rất nhiều. Anh ta quay đầu, thấy Ngũ Ngọc Xuân ngồi trước giường. Ngọc Xuân, anh ta vừa mới bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, lại đột nhiên nhảy dựng lên, tại sao cậu lại ở đây? Tối qua cậu uống say, tôi được quản gia hầu cho phép ở lại đây chăm sóc cậu, Ngũ Ngọc Xuân nói. Lý A Tứ cảm thấy choáng váng vô cùng, lúc này anh ta mới nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tôi có nôn không? Nôn rồi, Ngũ Ngọc Xuân nói, cậu nôn trên xe, nôn đến mức rối tinh rối mù luôn. À, tôi làm bẩn chiếc xe kia rồi sao? Lý A Tứ nhớ hôm qua anh ta ngồi trên một chiếc xe mới, trên đầu xe có một người vàng, nghe nói dòng xe này rất đắt.
đắt tới mức cả đời này anh ta cũng không thể nào mua nổi. Không sao đâu, tôi lấy quần áo của cậu bọc lại rồi, Ngũ Ngọc Xuân nói. Quần áo? Nghe thấy hai chữ quần áo, Lý A Tứ mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, quần áo hôm qua mặc không biết ở đâu rồi. Nhìn cái gì vậy, tôi giúp cậu giặt sạch quần áo rồi. Cậu thay quần áo cho tôi à? Lý A Tứ đỏ mặt hỏi. Thì sao đâu, Ngũ Ngọc Xuân cười rộ lên, để lộ hai má lúm đồng tiền, đã lớn thế rồi mà vẫn ngại ư. Nụ cười của Ngũ Ngọc Xuân khiến Lý A Tứ tan chảy. Lâu rồi anh ta chưa từng cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này, thật giống như một ly rượu vang đỏ tưới vào tim. Sư phụ Vinh có làm canh giải rượu, để tôi lấy cho cậu uống, Ngũ Ngọc Xuân đứng dậy đi ra ngoài. Khi đó Lý A Tứ mới biết rằng Lý Dục Thần còn chưa ngồi lên chiếc xe đó. Dù có ngốc anh ta cũng nhìn ra được, Lý Dục Thần cố tình giữ thể diện cho mình, để người khác không xem anh ta là một tên bảo vệ. Quản gia Hầu, tôi, Lý A Tứ không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này thế nào. Hầu Thất Quý nói, không cần nhiều lời nữa, sau này cứ làm tốt là được, đừng phụ lòng bồi dưỡng và kỳ vọng của cậu Lý với cậu. Vâng, Lý A Tứ ra sức gật đầu. Ngũ Ngọc Xuân bưng canh giải rượu trở lại. Hầu Thất Quý nhìn thoáng qua cô A, nói, cậu thật sự phải cảm ơn cô Tiểu Ngũ, cô ấy chăm cậu cả đêm không ngủ, còn lau người và giặt quần áo cho cậu nữa. Hầu Thất Quý nói xong, đi ra ngoài. Lau người cho, Lý A Tứ sửng sốt. Ngũ Ngọc Xuân cũng hơi đỏ mặt, đưa bát canh cho anh ta rồi nói, đứng ngây ra đó làm gì, uống canh đi. Vương Sùng Tiên một tay cầm vỏ kiếm chắn ngang trước ngực, tay kia làm dấu chỉ kiếm, quần áo trên người bay lên. Một luồng cương khí khủng khiếp bao quanh cơ thể ông ta tạo thành một cái khiên, ngăn ngọn lửa đang cháy. Cả giáo đường đều bị lồng ánh sáng trắng chói mắt cắn nuốt, tất cả mọi người cầu nguyện trong đại sảnh đều biến thành tro tàn. Tiếng linh mục tụng kinh vẫn còn đang vang lên. Chấm, ngài lệnh sao trời ẩn nấp, ngài lệnh cho trái đất sáng lên, ngài là vua của chúng thần, đối mặt với ngọn lửa của người, chúng ta đều được sống vĩnh cửu. Vương Sùng Tiên nheo mắt niệm chú. Kiếm chỉ lướt qua vỏ kiếm chắn ngang. Một tiếng leng keng vang lên, kiếm thanh phong xuất vỏ, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh xuyên vào bên trong luồng ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng lập lòe rồi tắt hẳn. Tất cả năng lượng thiêu đốt đó không xuất phát từ người linh mục kia. Theo tiêu chuẩn của huyền môn Hoa Hạ, tu vi của vị linh mục này cùng lắm chỉ là nhập môn. Nhưng ông ta lại có thể có được năng lượng kinh khủng ấy nhờ việc đọc kinh và triệu hồi. Năng lượng này đến từ đâu? Vương Sùng Tiên không biết. Lúc nhỏ khi ông ta nghe sư phụ giảng về các thuật pháp cổ đại, yêu ma thần thuật đều có rất nhiều pháp hàng chú, không tu cho bản thân, chỉ cần có lòng thành kính và tín ngưỡng là có thể có được sức mạnh của thần. Nhưng sư phụ cũng nói, những thứ nguyên thủy đó đều lạc hậu, không có ích gì cho việc tu hành nên sớm đã bị đào thải. Kiếm chỉ thu lại, kiếm thanh phong lập tức rút ra khỏi người linh mục, bay ngược trở về vỏ. Vương Sùng Tiên giơ kiếm lên trước, đi qua đại sảnh giáo đường ra đằng sau. Lý Dục Thần đã nói với ông ta, khi đụng tới Thái Dương Thánh Giáo, điều phiền phức nhất không phải là bọn họ dùng thuật, mà là tất cả tín đồ của bọn họ đều bị tẩy não và được cấy thuật tín ngưỡng vào. Ông ta không thể đào được bất kỳ bí mật nào trên người bọn họ, dù ông ta có dùng cách nào đi nữa, trước khi bọn họ ở miệng, tín ngưỡng của bọn họ sẽ sụp đổ, sau đó linh hồn của bọn họ sẽ chết. Giáo đường này cũng không lớn, so với những giáo đường lớn nổi tiếng, nơi này vừa nhỏ vừa đơn sơ. Theo lý mà nói, trong giáo đường nên có những giáo đồ hoặc linh mục khác. Nữa, nhưng không biết họ đã nghỉ ngơi hay là vì lý do nào khác, đằng sau giáo đường đều trống không, không có lấy một người. Vương Sùng Tiên rất ngạc nhiên, trực giác bẩm sinh sau khi lịch kiếp mách bảo ông ta rằng, nơi này đang che giấu một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Chính vì sự nguy hiểm này mà ông ta phán đoán rằng nhất định không có ai biết về bí mật của ngôi giáo đường này. Thần thức tìm kiếm mỗi một góc ở đây, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sau đó, ông ta phát hiện ở phía cuối hành lang kia, bức phù điêu chúa vác cây thánh giá trên lưng ở vách tường kia có hơi kỳ lạ. Bức phù điêu này khi nhìn bằng thần thức và mắt thường có sự khác biệt. Dùng mắt thường thì thấy rằng chúa đang giang hai tay. Hai chân khép lại giống như những bức tượng Giê-xu trong nhiều giáo đường khác. Nhưng khi nhìn bằng thần thức thì lại thấy, chân chúa có hình chữ lớn, tay chếch về phía trước. Vương Sùng Tiên đi tới, đứng trước vách tường, dùng tay chạm vào bức tường và đẩy về phía trước.
vách tường vỡ tung ra, để lộ một cái lỗ, phía sau cái lỗ là một khu vườn đầy hoa. Từng đợt hương hoa phả vào mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.